Mang đôi giày này, Hàn Lập bắt đầu tại trên một vùng đất trống không lớn, chậm rãi đi lại, bắt đầu làm quen tính năng của nó, dần dần càng đi càng nhanh, cuối cùng hắn thậm chí thi triển la yên bộ để tiến hành gia tốc. Nếu nói Hàn Lập trước kia thân pháp nhanh đến cực hạn thì thân hình có thể mơ hồ không rõ, thậm chí để lại tàn ảnh. Còn sau khi mặc vào đôi giày này, thân hình Hàn Lập nhanh đến mức có mấy ảo ảnh giống nhau như đúng ẩn ẩn, đồng loạt xuất hiện, động tác đồng dạng, vẻ mỉm cười cũng vậy, nhưng khi mọi ảo ảnh dần dần tụ lại thì hợp thành một hàn lập đứng tại trung tâm của vùng đất. Hàn lập ngơ ngác đứng không nhúc nhích tại chỗ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Nhưng hắn bỗng nhiên ha hả cười điên cuồng, cười đến mức thân mình gập xuống, nước mắt cơ hồ cũng chảy ra. Sau khi cười lớn trong chốc lát, đang lúc hàn lập đang gập lưng, trên người thanh quang chợt lóe, cả người bỗng nhiễn biến thành một trận gió, đột nhiên biến mất không tâm tích trong không khí. Lúc này cả khu đất rất vắng lặng, chữ âm thanh xào sạc của gió thổi trên mặt đất truyền đến, thì không có âm thanh nào khác. Oanh đùng đùng liên tiếp tiếng nổ đột nhiên truyền đến, cây cối phụ cận từng cây từng cây bắt đầu từ giữa quỷ dị tách ra, chỗ đứt gãy trơn bóng như mặt gương, nhưng bốn phía rõ ràng không có một bóng người. Tốc độ cây cối gãy đổ vô cớ càng lúc càng nhanh, sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trượng cũng chỉ còn lại có gốc cây trơ trụi. Hàn lập trên người bao phủ nhà nhà thanh quang lúc này mới lộ xuất thân hình đầy đủ, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, cả khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. Là yên bộ, Đôi giày pháp khí thêm vào Ngự Phong Quyết, làm cho Hàn Lập nhanh chóng tăng tốc, có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy tung của mắt thường, giống như là biến mất vô tâm vô tích. Theo Hàn Lập phỏng chừng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thiên nhãn thuật thêm vào, khi hắn toàn lực thi triển, trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể là một cái bóng nhàn nhạt, nhạt, có thể tại lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật phòng hộ, tạo thành một uy hiếp thật lớn. Hôm nay Hàn Lập chỉ cần tâm niệm vừa động, người liền lập tức bay ra ngoài một trường cho dù là khoảng cách vài chục trượng, Hàn Lập nhiều lắm cũng chỉ cần thời gian một hơi hô hấp liền có khả năng đạt được. Đương nhiên loại tốc độ thân thể cực hạn siêu việt này, Hàn Lập cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, thời gian quá dài thì cả người sẽ hoàn toàn ngã quỵ xuống, dù sao với thân thể Hàn Lập hôm nay, loại vận động tốc độ cao này vẫn còn rất miễn cưỡng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn trong nháy mắt giết chết đối thủ mấy chục lần, đặc biệt là dưới tình hình sử dụng pháp khí ti tuyến, uy lực càng gấp bội. Hàn Lập cúi đầu cảm khái, nhẹ vỗ về đôi giày da trên chân trong chốc lát, nhận ra rằng vật này đối với hắn mà nói thật sự là rất thích hợp, cho dù có người đem phù bảo đến đổi, hắn cũng tuyệt sẽ không quan tâm đến. Sự tin tưởng của Hàn Lập tăng lên nhiều, hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần. Khi gặp lại thi thể nữ tử mặc áo vàng kia, hắn khẽ thở dài một hơi, dùng tiểu hỏa cầu đánh ra một cái hố to, đem thi thể kia mai táng sơ qua, điều này cũng là điều lớn nhất mà Hàn Lập tự nhận có khả năng làm được sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình Hàn Lập chợt lóe, biến mất tại trong rừng rậm, hắn hiện phải tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. Chẳng qua Hàn Lập không biết, trải qua một ngày giết chóc tại cấm địa, đệ tử các phái chỉ còn lại có hơn 70 người, ước chừng so với nhân số vừa mới tiến nhập cấm địa ít hơn phân nửa. Mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận của khu trung tâm, chuẩn bị bắt đầu đợt đại thanh tẩy ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ từng người không lưu tình. Đương nhiên cái chết của nữ tử nhiều bảo vật cùng với tên thiên khuyết bảo phong nhạc đã bị hàn lập xử lý kia, vốn cũng là một thành phần của tuộc tàn sát kia. Nay hiện tại người cũng đã trở thành mây khói. chương 191, dị tâm giữ cô Linh. Phía tây khu trung tâm, trong một cái hố đất nào đó sản xanh ra kỳ chân dị thảo. Ba gã tu tiên giả đang ra sức đấu với một đầu hỏa lang ba mắt. Một gã trung niên cử kiếm môn dùng thanh cử kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thế công của hỏa lang, còn có một lão giả mặc áo vàng cùng một gã thanh niên đạo bào màu xám, một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không bao lâu, sau khi gã đệ tử cử kiếm môn liều mạng tiếp một cái hỏa cầu lớn, một kiếm chém xuống đầu của yêu thú, sau đó thu hồi cử kiếm, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mông huynh pháp lực thật sự cao thâm, có thể một kiếm giết chết cả hỏa lang ba mắt này. Không hổ là cao đồ của cử kiếm môn, lão giả mặc áo vàng gặp tình cảnh này, mừng rỡ lập tức chạy tới, lời a tân bốc tuôn ra liên miên không ngừng, không có một chút đỏ mặt nào. Nếu là Hàn Lập lúc này sẽ nhận ra, lão giả đúng là hướng chi lễ, kẻ lúc trước muốn mời hắn tham gia tạo thành liên minh của kẻ yếu gì gì đó, nhưng thiếu niên lúc trước ở cùng một chỗ với lão bây giờ không có, xem ra là bị tách rời khi truyền tống. Hắc hắc, nếu không có Hướng huynh cùng lý đạo trưởng ở một bên hiệp trợ, tại hạ như thế nào đắc thủ dễ dàng như vậy. Gã trung niên mặc áo đen cầm trong tay cự kiếm cũng rất khiêm tốn nói. "Mông huynh cần gì phải khách khí?" có thể diệt trừ yêu thú này, công sức của mông huynh là lớn nhất, đây là điều không thể bác bỏ được. Thanh niên đạo sĩ còn lại nói, hắn tuổi tuy không lớn, nhưng khẩu khí không kiêu không hèn, thật sự cực kỳ lão luyện. Gã trung niên mặc áo đen nghe vậy, trên mặt chợt lóe lên nụ cười, nhưng lập tức lại khiêm tốn nói vài câu. Lại nói tiếp, những kẻ khác cũng là kẻ giết người nhưng thật đúng là ngốc. Nếu biết chúng ta ba người bất đồng môn phái, trên thực tế có khả năng chung lòng hợp sức trừ yêu thú, hái thảo dược, chẳng biết có làm cho bọn họ cả kinh há hốc mồm không. Hắc y nhân đột nhiên chuyển đề tài, nói ra một câu như vậy. Cũng không đúng, điều này hoàn toàn nhờ vào hướng huynh ra sức khuyên nhủ. Nếu không có hướng huynh phân tích minh bạch thấu triệt cho chúng ta, sợ rằng ta cùng mông huynh hai người vẫn còn ở đây đấu nhau người chết ta sống. Đạo sĩ cũng liên tục gật đầu khen phải, không dám, không dám, hai vị đều là người tuyệt đỉnh thông minh, tại hạ chỉ là nói lời chân thật mọi người vốn không cần thiết vì một thứ căn bản không có khả năng rơi vào tay chúng ta mà hy sinh mạng sống của chính mình một cách vô ích có thời gian hỗ trợ nhau giết chết những gã khác mọi người sẽ đem tất cả dược tài chân quý ở vùng ngoài khu trung tâm vơ vét hết hơn nữa mọi người hợp sức ra tay đối phó mấy con yêu thú này không phải là một chuyện nhỏ sao hướng chi lễ cười hì hì lên tiếng liến thoắng chối từ mặt khác hai người vừa nghe những lời ấy lại thêm một loạt lời tâm bốc lẫn nhau lên tới trên mây tốt lắm Chúng ta nhanh động thủ hái Hỏa Long thảo đi. Chúng ta một người một phần đem chúng nó phân chia đều. Tuy nhiên Hắc Y nhân trước hết ẩn nhẫn không được nói, trong thanh âm để lộ ra ý tứ vội vàng, nói xong người liền hướng đến vài gốc cây cỏ nhỏ màu đỏ phía sau thi thể Hỏa Lang đi tới. Hướng chi lễ cùng đạo sĩ vừa nghe, cười cười liếc mắt nhau đầy thâm ý, miệng liền tán thành rồi đi qua. Mà hai người cũng không phát hiện, trên mặt Hắc Y nhân quay mặt với bọn họ đột nhiên lộ ra một tia âm lệ, nhưng lập tức biến mất đi phía nam khu trung tâm một địa phương nơi nơi đều là cát vàng có một nam một nữ đệ tử yểm nguyệt tông đang ở tại một địa phương không lớn lắm không ngừng sử dụng băng chùy thuật đâm vào đất cát tựa hồ tìm cái gì đó nhưng là sau nửa ngày vẫn không có thu hoạch tiện nhân này rút cuộc ẩn giấu ở nơi nào sau khi tìm được ả ta nhất định đem con mắt ả móc ra nữ đệ tử với nhan sắc thiên kiêu bá mị dung mạo đẹp như hoa nhưng lại nói ra những lời cực kỳ độc ác như thế làm nam nhân nghe xong cũng lạnh sống lưng sư muội hay là bỏ đi thời gian ước định gặp nhau với sư môn cũng không sai biệt lắm nếu không đi thì sẽ muộn nam đệ tử nói có chút yếu đuối tựa hồ rất sợ hãi vị sư muội này hừ đều tại tên phế vật ngươi ngay cả tiểu nha đầu công pháp tầng thứ 10 cũng giữ không được làm cho ả tổ thoát trước mắt chúng ta chuyện mà đồn ra ngoài còn không làm cho người ta cười làm mất hết thanh danh yểm nguyệt song kiều của ta cùng tỷ tỷ thật sự sư môn sao có thể cho tên vô dụng như ngươi đi theo làm đạo lữ tu luyện với ta chứ? Nữ tử không nghe hết lời nói của nam tử, sau khi vừa nghe, lập tức mặt đầy tức giận, chỉ vào mũi của nam đệ tử giáo huấn một hồi, thần tình nam đệ tử kia đỏ bừng, nhưng bộ dáng lại không biết làm sao. Tuy nhiên nói tới nói lui, nữ đệ tử nhìn nhìn bầu trời sáng tối, không dám đi tìm tiếp nữa, dù sao chậm chế đại sự của sư môn, tuy thân phận của nàng đặc thù, có núi chống lưng, nhưng đây cũng sự tình không phải là nhỏ. Nhưng mà rời khỏi nơi này như vậy, nữ tử có chút không cam lòng, sau vài lần trù trừ, ả cắn răng, lấy ra một phù lục màu lam. Nhìn thấy phù lục này, ả cười âm hiểm, đột nhiên đem phù lục ném ra phía sau, sau đó liền bay đi đến chỗ cách hơn 10 trường, mới dừng cước bộ và quay đầu lại xem. Mà tên nam đệ tử kia thấy vậy, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng cũng không dám chậm trễ theo sát phía sau. Lúc này phù lục đã biến thành một đám mây đen to lớn hơn 10 trường, đem bầu trời nơi đây che khuất hoàn toàn, tiếp theo thời tiết phụ cận chợt thay đổi, trở nên lạnh vô cùng. Không bao lâu sau, từ trong đám mây đen, vô số băng chùy rất lớn phóng xuống từ chậm đến nhanh dần, chỉ trong chốc lát cắm dày đặc địa phương nhỏ bé này, giống như xương rồng đầy gai. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây đen mới dần dần tan đi. Lúc này cả vùng đất cát đã trở thành một mảng trong suốt. Nữ đệ tử mở to mắt, quét mắt lướt qua vùng đất cát này, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Ả à, sắc mặt oán giận trầm xuống, tức giận hét một tiếng với nam đệ tử, liền tức giận ly khai nơi này. Mà người gọi là đạo lữ tu luyện với ả, tự nhiên cũng đi theo sát sau. Khi ly khai nữ tử yểm Nguyệt Tông không chú ý tới, tại một góc của vùng cát này đâu đâu cũng là băng trùy, nhẹ nhẹ chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ, đích thị rất lờ mờ, cho nên tránh được ánh mắt của nữ đệ tử kia. Sau nửa khắc, khi mà màu đỏ thấm có xu hướng mở rộng, bỗng nhiên trong cát vàng nổi lên một cái bao nhỏ hình tròn, hơn nữa nó càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, một trận bao cát mãnh liệt bốc lên, từ bên trong bất ngờ xuất hiện một nữ tử áo lục, trên vai cắm một băng chùy dài và mỏng, máu tươi chảy ròng ròng, thấm nửa thân mình. Trên tay cầm chặt một cái khăn lụa màu vàng, mặt trên hào quang chớp động, tựa hồ không phải vật phàm. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn thương thế ở đầu vai, đôi mi thanh tú nhắm chặt. Nàng giơ cánh tay khác lên, nhẹ nhàng nắm nửa bộ phận phía sau của băng chùy, cắn chặt răng, đem băng chùy nhanh chóng rút ra, đau làm nữ tử kêu lên một tiếng đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, hơn nữa ở miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài ồm ộp. Nàng không thể lau nước mắt trên mặt, không dám chỉ hoãn chút nào, sau một hồi luống cuống tay chân, từ trong chữ vật đại lấy ra cái bình xứ, rót ra một chút dược phấn màu vàng lên miệng vết thương, máu tươi lập tức ngừng chảy. Hoàn thành hết thảy những điều này, nữ tử áo lục mới khụy đầu gối ngồi trên đất cát không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng đột nhiên hai tay bưng mặt khóc hu hu, nhưng bởi vì sợ lôi kéo những người khác đến, âm thanh khóc lóc của nữ tử rất nhỏ. Sau thời gian một bữa cơm qua đi, nữ đệ tử linh thú sơn rốt cuộc ngừng khóc, nàng ngẩng đầu nhìn vùng đất cát không có một bóng người, không thể tự kìm hãm được dùng mình một cái. Nàng cắn cắn môi, lại gian nan đứng lên, sau hồi lâu do dự mới nhận biết chính xác phương hướng, siêu siêu vẹo vẹo hướng khu trung tâm đi đến. Lúc này vẫn còn có nước mắt nhàn nhạt trên khuôn mặt tú lệ động lòng người, nhưng đồng thời lại có cả vẻ mặt quật cường không tương xứng nữ tử này chính là cô gái bán kim trúc bút cho Hàn Lập. Nàng sau khi bị thương, một mình lặng lẽ đi trên đất cát, càng xinh đẹp đáng thương, làm cho người ta thương cảm. Một lúc sau, cô gái ôm vết thương, thân ảnh dần dần biến mất trong vùng cát vàng. chương 192, Phi Sa, Hàn Lập trải qua nửa ngày lộ trình, rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài khu vực trung tâm. Điều làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là dọc theo toàn bộ quãng đường đều bình yên vô sự, rốt cuộc cũng không có gặp phải sự phục kích của những người khác hắn tự nhiên không biết được tại phương hướng này, những người đến sớm hơn so với hắn đã bị giết sạch bởi những người được gọi là tinh anh. Mà những người phía sau hắn lại bị phong nhạc cùng nữ tử lắm bảo vật kia dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, cho dù còn có vài con cá lọt lưới nhưng cũng tự biết không có hy vọng đoạt bảo, đều tự tìm một địa phương bí mật, ẩn giấu hành tung, làm con rùa rút đầu. Đây là huyết sắc thí luyện, những kẻ yếu muốn bảo tồn tính mạng cũng không có bí quyết thứ hai. Hàn Lập muốn tìm được ba vị thuốc chính để luyện trúc cơ đan, tất nhiên sẽ không học theo bọn họ cho nên lúc này hắn đang đứng trước một bức tường đá cao vài trượng vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú bức tường trước mặt bức tường này hơi nghiêng cách đó không xa là một cánh cửa bằng đồng ở trên cánh cửa bằng đồng có rất nhiều minh ấn mà hàn lập không thể hiểu được loại hoa văn này giống như một loại cổ văn cánh cửa bằng đồng này đã được mở ra điều này cho thấy đã có người tiến vào bên trong căn cứ vào tư liệu trong đầu hàn lập cánh cửa đồng này phải có bốn tấm phân biệt với bốn phương hướng khác nhau cũng có thể đi vào khu vực trung tâm bằng một lối vào duy nhất. Các địa phương còn lại dường như đều bị những bức tường đá không cao lắm bao vòng quanh. Nếu ai đó không muốn tiến vào theo cánh cửa đồng mà muốn nhân cơ hội nhảy vào khu vực trung tâm từ bức tường đá, thì người này hoàn toàn kém may mắn, sẽ bị phong hệ cấm pháp trên bức tường cắt thành mảnh nhỏ. Hàn Lập đương nhiên biết điều này, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn vượt tường mà vào. Hắn đưa mắt nhìn bức tường kỳ quái, bởi vì bức tường này thật sự có chút khác thường trên đó có một vài thứ mà các bức tường bình thường không có trên bức tường này có ba người ăn mặc khác nhau bị một đại băng chùy đâm xuyên qua tứ chi hình thành một hàng chữ đại không có một chút hơi thở chắc chắn đã chết rất lâu rồi máu tươi theo tứ chi chảy xuống ngưng lại thành vết đen từ trên vách tường chảy xuống đất khắp nơi đều có máu hàn lập phỏng đoán những người này khi bị đóng đinh trên tường chắc chắn còn chưa có tuyệt khí nhưng sau vì mất máu quá nhiều mà chết thảm trên tường bên cạnh ba tử thi không có lưu lại manh mối nào. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút có thể hiểu được những người này bị giết nhằm giết gà dọa khỉ, nhằm lập uy, dọa những người khác không được tiến vào cổng này. Hàn lập thấy được biểu tình thống khổ của ba người trước khi chết, sau đó nhẹ liếm môi, không chút biểu tình đi đến cánh cửa đồng, tựa hồ kết cục thê thảm của ba người này không có sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Trên thực tế Hàn lập tự mình rõ ràng, nhìn tình cảnh vừa rồi khiến trong lòng hắn cũng thực sự phát lạnh. Có thể từ cách chết của ba người kia nhìn ra người sử dụng thủ pháp này 89 phần 10 là có tâm lý biến thái, muốn thể hiện sức mạnh. Nếu có thể nhanh chóng được giết đi, cũng đã là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên Hàn Lập đã đến nơi này, tự nhiên không vì một chút đe dọa đó mà chạy trốn. Hiện tại phía trước dù có là núi đao biển lửa hắn cũng phải dũng cảm mà vượt qua. Cứ như vậy, tâm tình Hàn Lập rất bất an, bước vào cánh cửa này, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh bộ dạng nhàn nhã giống như đang đi trong hậu viện. Vừa tiến vào, trước má liền hiện ra một mảng hoa thơm như tiên cảnh, các loại kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều cây quái thụ không biết tên, tất cả đập vào mắt. Cúc hoa to lớn màu bạc, những quái thụ màu đỏ như màu, tỏa ra mùi hương quyến rũ, những thứ này đều là những thứ hiếm thấy ở ngoại giới. Nhưng những thảo mộc quý giá này đột nhiên uốn lượn theo gió làm lộ ra một con đường nhỏ bằng đá vụn. Hàn lập thẳng tiến đi tới, khoảng cách phía xa bị cành lá che khuất, đưa mắt nhìn tựa hồ không thấy điểm cuối. Gặp tình cảnh này Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu. Linh khí nồng đậm từ các loại thảo mộc trực tiếp thấm vào phế phủ, khiến cho tinh thần Hàn Lập phấn chấn hơn. Nơi này giống như động thiên phúc địa, không cần lo lắng cũng có thể kiếm được linh dược. Hàn Lập rất là cảm khái, tiểu tử, xem đã đủ chưa? Ai, một thanh âm khàn khàn đột một truyền đến làm Hàn Lập trong lòng dùng mình, không khỏi cất giọng hỏi. Hắc hắc, một khi đã xem qua, Vậy hiện tại ngươi hãy an tâm đi chết đi. Người này căn bản không để Hàn Lập chất vấn, ngược lại một âm thanh quái dị giống như lầm bầm lầu bầu vang lên. Cùng lúc đó có hai bóng xanh từ bên cạnh bụi cây hoa tùng quỷ dị thoát ra, vô thanh vô tức từ phía sau Hàn Lập đánh tới. Mặc dù bóng xanh tấn công phía sau nhưng vẫn không giấu giếm được, sớm đã có đề phòng. Thần thức Hàn Lập sớm đã phát hiện, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nửa người trên vẫn bất động, thân hình kéo dài ra vài thước khiến cho hai bóng xanh một trước một sau xẹt qua một bên hàn lập vội vàng đưa mắt nhìn bóng xanh thấy thân dài thẳng tắp giống nhau trên thân ngoài màu xanh biết còn có một ít hắc văn nhàn nhạt, nhạt hình dạng thật sự có chút kỳ quái dù bối rối nhưng hàn lập không có nghĩ nhiều cho dù dễ dàng hóa giải thế công của đối phương nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng không dám có chút lơ là ngoài cửa kia đã có thảm trạng của ba người hắn đã tận mắt nhìn thấy hắn không muốn có kết cục giống như vậy vì thế sắc mặt hàn lập âm trầm hai mắt không ngừng lóe lên bất định hướng ra bốn phía, ý đồ phát hiện ra khí thức ẩn giấu của địch nhân. Nhưng lúc này đột nhiệt trong miệng người nọ đột nhiên phát ra âm thanh ti ti quái dị, khiến cho người ta nghe xong cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Hàn lập nghe xong thấy nao nao, đang nghĩ tới ý đồ của đối phương. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên bắn ra ngoài, thân hình hàn lập bay ra cách đó vài chục trượng mới dừng lại. Hàn lập hành động như thế làm cho thân hình hàn lập cách hai bóng xanh một khoảng xa. Thân hình chúng cách phía trước hàn lập không xa, Thân mình đột nhiên chuyển động tiến lên, đồng thời còn triển khai một đôi cánh màu xanh biếc trong suốt. Hai con phi xà bay lên, vừa rồi chính là chúng tấn công Hàn Lập, thân hình thẳng đơ khiến Hàn Lập tưởng nhầm là vật chết. Hiện tại thân hình chúng nhẹ nhàng như một chiếc lá, thân hình đột nhiên chuyển biến 180 độ, với tốc độ mau chóng, nhanh như một tia chớp lao đến, nhìn không kém hơn so với La Yên Bộ của Hàn Lập. Hiện tại hai con phi xà này ngửa hai đầu với bốn con mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Lập, nhè răng chuẩn bị tiếp tục tấn công Hàn Lập tiểu tử, chạy rất nhanh, nhưng người có chạy nhanh hơn nữa cũng có thể nhanh hơn hai con phi xà hoang dã này sao? Hãy thành thật để để rắn yêu của ta cắn một miếng, không có chút thống khổ nào đâu. Giọng khàn khàn nọ đối với thân hình nhanh như vậy của Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên hắn rất tin vào phi xà của mình, cho nên mới chào phúng nói những lời trên. Thúi lắm, Hàn Lập mắng thầm trong lòng, nhưng cũng không có nói ra mồm. Cũng không phải hắn kiêng kỵ gì đối phương mà không dám nói ra, mà là hai con quái xà kia đã biến thành hai đạo lục mang, mang theo vài đạo tàn ảnh lao tới. Được nửa đường, chúng đột nhiên lại chia ra làm hai, không hẹn mà cùng phân làm hai hình vòng cung, theo hai bên tả hữu lao đến. Hàn lập nhìn thấy vậy, cũng không để ý nhiều, trong lòng thầm mắng vài tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau, tốc độ so với bóng xanh cũng không chậm hơn, trong chớp mắt cùng với bóng xanh tới một nơi không lớn lắm, nhanh chóng bay lộn được vài vòng, cũng không dám dừng chân lại một một khắc nào lúc này hắn thuần túy dựa vào cước lực đôi chân để chạy la yên bộ cùng ngự phong quyết đều không có thi triển không phải hàn lập tự phụ có ý coi thường đối phương mà do phải liên tiếp trải qua hai trận ác đấu hơn nữa đã đến cực hạn diễn luyện khiến cho thể lực hắn cho tới bây giờ còn chưa có khôi phục lại vì vậy chưa đến lúc sanh tử quan đầu hàn lập cũng không muốn tái thi triển la yên bộ vốn rất hao phí thể lực do đó ngự phong quyết cũng là đạo lý như vậy đã có linh hoa thêm vào nếu lại thêm ngự phong quyết gia tốc sẽ làm thân thể Hàn Lập chịu gánh nặng quá lớn, không có lợi đối với việc khôi phục thể lực. Đương nhiên Hàn Lập cũng sẽ không để cho hai con phi xà này dây dưa với mình. Hắn mặc dù không dám tùy ý ra chỉ vòng bảo hộ, khiến thân hình chậm lại, thí nghiệm thử vòng bảo hộ cùng quái xà so xem ai lợi hại hơn, nhưng phương xử lý hai con tiểu xà này thì hắn có rất nhiều. Chỉ có điều vừa rồi hắn phải đem phân nửa tâm tư đặt ở những nơi bí ẩn bên cạnh, nhưng Thủy Trung vẫn không có phát hiện ra tung tích của chủ nhân phi xà vì vậy mới cùng hai con phi xà dây dưa đến bây giờ hiện tại hàn lập đã quyết định chủ ý mang hai con phi xà này đánh chết do đó hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa hàn lập chủ ý đã định lập tức lật tay phù lục hỏa xà thuật liền xuất hiện trong tay hắn hai ngón tay hắn giữ chặt phù lục này đang muốn kích phát rồi ném ra hỏa thiêu hai con rắn đạp phân hoa, dừng tay ta có chuyện muốn nói giọng khàn khàn bỗng nhiên nhận ra trên chân hàn lập chính là linh hoa thanh âm tràn ngập sự ngạc nhiên lập tức kêu to lên yêu cầu dừng tay. Chẳng biết dùng phương pháp này chế trụ hai bóng xanh, làm cho hai thân ảnh lục xà theo đường cũ bay trở về, tiến vào trong thảo mộc, không còn thấy bóng dáng. Hàn Lạp vừa nghe thấy vậy liền nhíu mày, trần trừ trong chốc lát xem có nên ném phù lục đang cầm trong tay ra hay không, nhưng một tay vẫn cẩn thận đặt tại túi chữ vật. chương 193, Địch hữu Chi Phân Đôi giày bảo bối của lão phong sao lại ở trong tay ngươi. Các ngươi có quan hệ gì, đạp phân hoa này chính là bảo bối của tên kia. Căn bản sẽ không đưa cho người khác dùng. Liền theo mấy câu nói đó, một bóng người chẳng biết từ nơi nào xông ra, đứng cách Hàn Lập khoảng 20 trượng, dưới một tàng cây thật lớn. Thân hình người này tầm thước, không lớn không nhỏ, khuôn mặt lốm đốm vết đen, tuổi ước chừng 40 tuổi, trên người còn có bảy, tám cái túi lớn nhỏ bất đồng. Tuy nhiên trên gương mặt xấu xí không tưởng lúc này là vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt hắn chằm chằm nhìn lên linh hoa tại chân Hàn Lập, tựa hồ đối với đạp vân hoa này vẫn còn chưa dám chắc chắn tin tưởng các hạ là ai vì sao lại đánh lén ta hàn lập không có trả lời vấn đề của đối phương ngược lại không khách khí hỏi lại một câu hắn không muốn bị đối phương dắt mũi khí thế đột nhiên bị ngăn lại hắn tử xấu xí vừa nghe thấy vậy trước tiên hơi dừng lại nhưng lập tức liền giận dữ khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ hung ác hắn đưa tay muốn lập tức giáo huấn cho tên tiểu tử trước mắt không người này nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó không ngờ lại kìm chế sự tức giận hạ tay xuống nhưng ngoài miệng hung hăng nói Tiểu tử, đừng tưởng rằng đi linh hoa của lão phong là ta không dám giáo huấn ngươi. Phong nhạc lão tiểu tử cho ngươi đôi giày này, chẳng lẽ không nhắc tới tên của ta, Linh thú sơn trung ngô. Tuy nhiên cũng có chút kỳ quái, ngươi rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc, hắn như thế nào lại đem đôi giày này cấp cho ngươi? Chẳng lẽ lão phong sống chết không xong rồi? Bất quá nhìn bộ dáng thì kết quả chắc cũng không giống như vậy. Hắn tử xấu xí nói xong liền dùng ánh mắt dò xét nhìn Hàn Lập đang đứng. Lúc này đến phiên Hàn Lập tức giận sắc mặt hắn khó coi hừ một tiếng lãnh đạm nói các hạ đừng có tùy tiện nhận có quan hệ phong nhạc kia đã sớm chết đôi giày này được lấy từ chân của hắn chết cuồng nhân phong nhạc hắn tử xấu xí vốn đang hung hăng nghe xong như vậy lập tức nhảy lên cao ba thước ngạc nhiên không thể diễn tả sau đó hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước đưa mắt dò xét nhìn hàn lập là ngươi giết ác hán hít vào một hơi con mắt xoay chuyển một vòng giọng lo lắng hỏi thần sắc rốt cuộc không nhịn được bắt đầu trở nên bạo ngược, hung ác. Tốt thôi, người muốn báo thù cho hắn. Hàn lập đưa hai tay ra phía sau, bất động thanh sắc nhìn chằm chú vào đối phương. Nhưng trong khi đó vẫn đưa tay vào trong túi chữ vật, thầm bí mật lấy ra ti tuyến, lặng lẽ mang vào ngón vô danh. Hắn thản nhiên thừa nhận trước mặt người này, thừa nhận hắn ra tay sát hại. Nhưng thật ra có hơn phân nửa là lập uy cho mình, hy vọng người này thấy khó mà lui, không trêu chọc đến mình hắn không hy vọng vừa mới tiến vào nơi này lại lập tức cùng người đánh nhau đến lưỡng bại câu thương làm chậm trễ đại kế kiếm thuốc mặc dù nghe khẩu khí người này tựa hồ cùng phong nhạc kia có chút giao tình nhưng hàn lập tin tưởng rằng khả năng đối phương vì phong nhạc mà báo thù hoàn toàn không cao dù sao hầu hết người tu tiên đều vì bản thân mình phần lớn là người hay thay đổi huống chi đối phương cũng không phải loại người ngu ngốc đương nhiên nếu đối phương cố chấp muốn động thủ báo thù cho phong nhạc thì hàn lập cũng chỉ còn cách ra tay trước hắn sẽ liều mạng hao tốn thể lực, sử dụng thân pháp ly khai, sau đó xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trên ngón tay lặng lẽ trồng lên đầu đối phương, khiến cho đối phương thần không biết quỷ không hay mà mất mạng. Nhưng Hàn Lập cũng rất rõ ràng, cho dù tấn công bất ngờ, có thể thành công hay không thì khả năng sẽ không cao. Chỉ có khả năng khoảng 3, 4 phần thành công, bởi vì hắn tử xấu xí này cùng hắn cách nhau quá xa. Khoảng cách 20 triệu này cho dù thân pháp Hàn Lập có nhanh thế nào đi nữa cũng không có chắc chắn một kích tất sát, mà đối phương chỉ cần tùy ý xuất ra pháp thuật phòng ngự ở trên người, thì ti tuyến của hắn sẽ trở nên vô dụng. Báo thù, thật là buồn cười, ta sao lại vì loại người nhàm chán đó chứ? Quả nhiên sự tình đúng như Hàn Lập nghĩ. Hán Tử xấu xí vừa nghe xong lời Hàn Lập nói, đã cười ha ha, khinh thường nói. Trước kia chính xác là ta cùng người này có chút giao tình. Tuy nhiên cũng không có gì là thâm giao, hiện tại người cũng đã chết, giao tình tự nhiên cũng không còn. Hán Tử xấu xí vô xỉ nói nhưng lời nói lại để lộ ra lập trường của hắn bộ dạng không có chút ngượng ngùng nào hàn lập im lặng không nói tuy vẫn còn cảm thấy căng thẳng đề phòng nhưng cũng hơi an tâm một chút giống như vừa mới vào khu trung tâm này đã phải lập tức đại chiến một hồi nhưng tiểu huynh đệ ngươi cũng thật lợi hại tên phong nhạc kia cũng không phải là loại dễ đối phó đặc biệt trên người hắn còn vài món đỉnh cấp pháp khí sách sách đều là những món tinh phẩm hán tử xấu xí xoa mũi mình đột nhiên đối đãi với hàn lập rất thân thiết ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi mặc dù nhìn giống như tùy ý mà hỏi nhưng thân hình hắn lại lui ra phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách với hàn lập hàn lập nhìn thấy như vậy không khỏi cười khổ không thôi phỏng chừng cho dù hiện tại hàn lập lập tức trở mặt hướng đối phương ra tay xác suất thành công cũng giảm xuống không còn tới một thành cái này cao thủ quả nhiên là những lão cáo già kinh nghiệm phong phú cũng không phải là tay mơ tuy nhiên hắn đoán phần nửa là đối phương nghĩ mình sở hữu pháp khí của phong nhạc cho nên mới tự có biểu hiện như vậy trong lòng sau khi đã thông suốt hết thảy hàn lập mỉm cười không nói gì không nói mình tìm được pháp khí cũng không nói mình không tìm được pháp khí khiến cho kẻ vô lại này khó chịu càng thêm kiêng kỵ kiệt tác trên bức tường trước cửa kia có phải là do các hạ làm nên không hàn lập nhớ tới hình ảnh ở trước cửa kia nhẹ giọng mở miệng hỏi chó má đó là do hàn thiên nhai làm Ta không phải là loại người nhàn rỗi mà làm chuyện loại này. Nhiều máu thịt như vậy thật lãng phí. Đáng tiếc, nếu là ta ra tay thì đã khác, nghe nói máu thịt của người tu tiên chính là bổ dược. Hàn lập ngay từ đầu còn có thể mỉm cười nghe lời đối phương nói. Nhưng khi nghe đến những lời sau đó của hán tử xấu xí này, đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, sau đó sờ vào trong lấy ra một khối thịt ném về phía sau. Nụ cười trên mặt hàn lập trở nên miễn cưỡng, thậm chí còn có dấu hiệu uể oải kẻ vô lại này lén nhìn vẻ mặt hàn lập lúc này không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tên tiểu tử hoàng phong cốc này dù sao còn quá trẻ rất nhạy cảm mình chỉ nói mấy câu đã khiến cho hắn tâm thần bất định nếu là chính thức đánh nhau điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ nhưng mà đối phương có khả năng giết chết tên phong nhạc kia thật sự là việc ngoài ý muốn hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ bình thường thật sự không giống loại người có năng lực lợi hại theo lý thuyết người này còn trẻ tuổi pháp lực lại nông cạn, cho dù có được vài món pháp khí cũng không thể so được với phong nhạc có hoàng la tán, đạp vân hoa và vô số đỉnh cấp pháp khí. Như vậy tên phong nhạc kia sao lại có thể chết trong tay tiểu tử này? Việc này quả thật có chút ám muội nhưng đạp vân hoa lại ở chân đối phương, điều này cũng hoàn toàn là sự thật. Có thể nào không phải do hắn sát hại mà do may mắn nhặt được hoặc do một nguyên nhân nào đó? Trung ngô nghĩ đến nỗi đầu óc có chút hồ đỏ, không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của Hàn Lập. Nhưng để hắn chủ động thử động thủ trước thì có đánh chết hắn cũng sẽ không đem thân ra thử sự nguy hiểm. Điều này là do hắn là loại người thông minh nên có cách hành xử như vậy. Hắn tử xấu xí không thể hiểu được, thu hồi suy nghĩ, sau đó đưa ánh mắt nhìn, mỉm cười nói với Hàn Lập. Đúng rồi, còn chưa hỏi tiểu huynh đệ tên gì, có thể cho chung mỗ biết được không? Hoàng phong cốc Hàn Lập, điều này không có gì phải che giấu, Hàn Lập sắc mặt bình tình trả lời. Thì ra là Hàn huynh đệ ta trước kia chưa bao giờ nghe qua đại danh tiểu huynh đệ. Nói vậy các hạ chẳng phải là tân đệ tử của Hoàng Phong Cốc sao? Chẳng biết hàn huynh đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến giải gì? Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp, có vẻ rất nhiệt tình. Cũng biết không nhiều lắm, nhưng Trung Huynh ở đây đã lâu năm, ắt hẳn biết được nhiều thứ hơn so với hàn mố. Hàn lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác. Hắc hắc, hàn huynh đệ nếu tin lời Trung Ngô, chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm như thế nào đây chính là sự tình đối với ta và ngươi đều có lợi trung ngô do dự một chút rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn hàn lập nghe xong liền dùng mình thầm suy nghĩ cân nhắc được sự cho phép của sư môn cùng với tư liệu cá nhân môn phái mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng nhưng trên thực tế đa số đệ tử lại làm việc này vì thế một lát sau hắn liền mỉm cười nói có thể sau khi trao đổi thông tin hai chúng ta đều thu được không ít lợi ích. Ha ha, thật là quá tốt, ta đã biết Hàn huynh đệ không phải các bà mẹ già. Đến đây, chúng ta đem thông tin lưu vào ngọc giản, rồi trao đổi cho nhau. Trung mô thần tình hưng phấn, kích động, hai tay không có dừng lại, xem ra hắn đối với thông tin của Hàn Lập rất là chờ mong. Hàn Lập thấy vậy, thầm cười lạnh trong lòng vài tiếng. Nhưng biểu hiện tự nhiên cũng đồng ý, chế tạo thông tin rất đơn giản, Hàn Lập cùng đối phương chỉ trong thời gian một chung trà đã luyện chế xong, liền đem ngọc giản ném cho đối phương. Khi đối phương tiếp lấy ngọc giản trên tay, Trung Ngô cùng Hàn Lập đều điều tra đại khái nội dung. Quả thực đều là tư liệu về khu vực trung tâm, hai người trong lòng có quỷ, đưa mắt nhìn nhau cười. Trong thời gian ngắn nhau vậy, tự nhiên không có khả năng ngụy tạo thông tin. Nhưng lúc lưu lại thông tin, cố ý quên đi một số chỗ quan trọng, đây đương nhiên là điều chắc chắn ngầm hiểu. Trải qua việc này, Trung Ngô cùng Hàn Lập tựa hồ quan hệ gần gũi hơn rất nhiều. Cùng Hàn Lập tán gẫu về một số câu chuyện kỳ lạ của tu tiên giới. Xem hai người trong lúc đó nói cười, không ai có thể tin rằng không lâu trước đó hai người bọn họ thiếu chút nữa thì người sống ta chết. Xem bộ dạng hai người đều là biết rõ tiến thối chi đạo của cao nhân. Hàn Lập mỉm cười, nhìn như cùng đối phương tán gẫu mà hứng khởi. Nhưng trong lòng thực sự không ngừng phỉ nhổ, ngươi nói tán gẫu là tán gẫu sao, dù sao cũng còn bảo trì khoảng cách xa như vậy. Chỉ cần hắn hơi tiến lên một bước, đối phương khẳng định mỉm cười lui về phía sau hai bước nhỏ. Tuy nhiên Hàn Lập hiện tại thực sự không muốn giết người này, nhưng đối phương cẩn thận tới trình độ như vậy khiến Hàn Lập cười khổ không thôi. Chương 194, trung tâm khu bí văn. Tuy nhiên Hàn Lập cũng không nóng vội, bởi vì trung tâm khu vực cấm địa này thật sự không giống khu vực bên ngoài. Bên ngoài khu trung tâm là các khu vực khác, bên trong có linh thảo kỳ quả, phần lớn sinh trưởng không theo quy luật. Tại mỗi góc ở khu vực bên trong đều có thể phát hiện tung tích chúng. Trước tiên phải giành được, sau đó khi đắc thủ thì phải lập tức chạy trốn. Bởi vì ở những nơi này do có rất nhiều linh dược nên xung đột cũng không nhiều. Vì vậy hành động sát nhân đoạt bảo cũng cần làm sạch sẽ hơn một chút. Nhưng đối với khu vực trung tâm lại không giống như vậy. Theo như lời những đệ tử trước đây may mắn sống sót trở về, thì diện tích khu vực trung tâm này rất lớn, cơ hồ chiếm hơn một phần ba diện tích cả cấm địa, bốn phía bị tường đá quay thành vòng tròn lớn, nhưng có thể theo bốn cánh cửa bằng đồng đi ra ngoài. Cả khu vực chia thành ba tầng, giống như là vỏ, thịt và hạt của quả vậy, tầng thứ rõ ràng, rất kỳ lạ. Hàn Lập hiện tại đang ở một nơi đẹp như trong tranh. Đó chính là khu vực ngoài cùng của khu trung tâm. Theo tư liệu, từ nơi này đi tới tầng tiếp theo cần phải đi một quãng đường dài. Trong phạm vi này có hoa thảo, thụ mộc, tuy nhiên những loại kỳ chân thế gian hiếm thấy thì rất thưa thớt. Nhưng cũng có thể lấy để làm linh dược, chỉ là những thứ có tác dụng đối với người tu tiên lại rất ít, hầu hết chỉ có thể xem chơi chứ không thể sử dụng. Không ít người của thất đại phái đều phỏng đoán khu vực này trở thành cấm địa do chủ nhân của khu vực này cố ý như thế, đem tầng này làm giống như hoa viên, là nơi đặc biệt ganh đua, vô số hoa thảo và quả mộc đem mắt, vốn là để chủ nhân cấm địa thư giãn. Nếu muốn tìm những thứ hữu dụng, chỉ bằng nên đi nơi khác mà tìm. Thứ chân chính hữu dụng đối với người tu tiên là thượng phẩm linh dược, được trồng ở tầng thứ hai. Đệ tử các phái tiến vào nơi này phần lớn là hướng tầng thứ hai mà đi tới. Trong đó có ba vị chủ dược để luyện chế trúc cơ đan, đương nhiên đó là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Hàn lập đối với mấy linh dược này cũng giống như bọn họ, là tình thế bắt buộc. Nói tới khu vực tầng thứ hai, vừa xem tư liệu liên quan, Hàn lập ngạc nhiên cả một lúc. Bởi vì khu vực tầng thứ hai này tất cả đều là một sơn mạch thật lớn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ dày đặc. Mà trong sơn mạch này có sơn động, thung lũng rậm rạp, linh địa thiên nhiên các loại thạch ốc thạch điện do thiên nhiên tạo thành các loại thiên địa linh dược đều sinh trưởng ở nơi này hán tử xấu xí kia cùng hàn lập trao đổi thông tin chủ yếu cũng là tìm địa đồ phân bố mấy loại linh dược này bởi vì ai cũng không thể chắc chắn sau khi tiến vào nơi đây hiện tại có tư liệu liền khẳng định được khu vực mà mình đang ở cho nên bản đồ phân bố loại này càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể dễ dàng nắm chắc tìm kiếm theo đồ án tuy nhiên tại sơn mạch này sương mù quá nhiều quá dày đặc. Người tu tiên bình thường tiến vào sơn mạch, căn bản chỉ đi vài bước sẽ hoàn toàn bị lạc trong sương mù, chỉ có thể bước từng bước một, chậm rãi sơ soạn tiến tới. Cho nên muốn đi ra ngoài hoàn toàn giữ vào vận khí của bản thân. Nhưng điều làm cho đau đầu hơn chính là tại sơn mạch còn có vô số yêu thú sinh sống, hỏa diễm thử nhất cấp bậc thấp, truy phong thỏ nhất cấp, kim quang mãng đỉnh cấp, băng hỏa lang, cơ hồ người của thất đại phái đều nghe nói qua về các chủng loại nhất cấp yêu thú này. Thực lực của chúng không cao, người tu tiên tầng thứ sáu, thứ bảy có thể một người đối phó dễ dàng với bảy, tám con yêu thú cũng không hề có vấn đề. Nhưng nếu là yêu thú bậc cao thì cho dù đệ tử tinh anh của thất đại phái mà gặp cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng may mắn là loại yêu thú này ở trong sơn mạch lại rất ít. Hơn nữa đại bộ phận đều trở thành thủ hộ thú chuyên bảo vệ linh dược nào đó, sẽ không dễ dàng gặp phải bên ngoài. Bởi vậy phần lớn yêu thú đều là nhất cấp, vài tên tinh anh đệ tử liên thủ liền dễ dàng giải quyết chúng tuy nhiên nếu chỉ có một người bắt gặp thì một hồi hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi bất luận ở sơn mạch là sương mù dày đặc hay là yêu thú chiếm cứ trong núi nếu chỉ bắt gặp một con thì có lẽ những đệ tử tinh anh tâm cao khí ngạo này còn có thể miễn cưỡng thử một lần mạo hiểm xâm nhập vào trong sơn mạch hái thảo dược nhưng nếu như gặp phải một đàn các đệ tử này chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau dưới tình huống này mà lên núi hoàn toàn chắc chắn không có đường quay về cho nên năm đó tiến vào cấm địa các nhóm đệ tử đầu tiên đều tìm các loại linh dược phổ thông ở bên ngoài khu vực trung tâm. Căn bản không có tiến vào trong núi, nhưng vài lần sau, có một gã tu sĩ yểm nguyệt tông phí hết tâm cơ luyện chế một khỏa pháp bảo nguyệt dương bảo châu. Vật đó không thể tấn công địch, cũng không thể phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là có thể phóng ra kỳ quang, có thể khắc chế các loại xương mù độc trướng. Người này chuẩn bị để có thể tiến vào cấm địa một cách dễ dàng hơn. Quả nhiên, đệ tử yểm nguyệt tông có được bảo vật này, Tiếp theo đó xuất ra quang mang chiếu rọi. Sau khi bọn họ khu trừ phần lớn sương mù, tại trên núi đã có thu hoạch lớn mang về. Dựa vào thu hoạch lần này luyện chế được rất nhiều trúc cơ đan. Sau đó thu nhận đệ tử, làm cho thực lực môn phái một bước lên trời. Từ đó về sau Yểm Nguyệt Tông trở thành Việt quốc đệ nhất tu tiên phái. Tuy nhiên tục ngữ đã nói, trên đời không có chuyện gì không lọt ra ngoài tường. Tin tức Yểm Nguyệt Tông lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu thu hoạch được nhiều thiên địa linh dược tại cấm địa truyền ra ngoài không lâu sau đó khiến cho lục đại phái tìm tới cửa không muốn khiến cho chúng nhân phẫn nộ nhưng lại không cam lòng giao ra bảo châu yểm nguyệt tông cùng lục phái trải qua một phen mặc cả cò kè sau cùng đưa ra bảo châu trở thành vật chung của thất đại phái sau đó bảo vật này do thất đại phái thay phiên nhau sở hữu mỗi lần tiến vào cấm địa môn phái giữ bảo châu này liền đưa bảo vật này ra giao ra cho môn phái khác nắm giữ nhưng bất luận môn phái nào có bảo châu hay không có bảo châu vừa đến bên trong cấm địa Đệ tử môn phái đó phải chịu sự giám sát của đệ tử các môn phái khác trong thời gian quy định sử dụng bảo vật này, không được cố ý kéo dài thời cơ khu trừ xương mù. Cứ như vậy đệ tử các phái đi tới khu trung tâm, có thể đồng thời tiến vào sơn mạch tìm linh dược, có vẻ rất công bình. Thỏa thuận như vậy khiến cho Yểm Nguyệt Tông giảm thu hoạch, không thể độc chiếm linh dược trong cấm địa. Nhưng trên thực tế cũng khiến cho Yểm Nguyệt Tông tránh khỏi họa diệt môn, dần dần có cơ hội cường đại hơn. Đến nay, Yểm Nguyệt Tông dẫn đầu trong thất đại phái thực lực có thể nói thâm bất khả chắc. Các phái còn lại nếu như không liên thủ, căn bản không thể đối kháng lại. Nhưng Hàn Lập không có lo lắng, nguyên nhân là trước mắt một hán tử xấu xí khẩu thị tâm phi, không thể sai sót. Lần này thất đại phái đã sớm tiến vào, thời gian thích hợp để khu trừ sương mù, lúc này đã là buổi sáng ngày thứ ba. Hàn Lập đi thẳng tới phía trước không nghỉ ngơi, vội vã chạy tới khu vực trung tâm. Bởi vì sợ trên đường có người ngăn cản, làm chậm trễ thời gian tiến vào trong sơn mạch. Hiện tại một khi đã tiến vào khu vực trung tâm, không cần nóng vội. Bây giờ tới tầng thứ hai, cũng chỉ trợn mắt nhìn sương mù mà thôi. Cho nên tầng thứ ba khu trung tâm cấm địa rất là thần bí. Chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy xung quanh khu vực tầng thứ hai là các tảng đá lớn, có một tòa bảo tháp to lớn gần 100 trượng ở trung tâm, chung quanh bảo tháp là các tảng đá lớn cùng với rừng rậm xanh biếc. Đây chính là tầng thứ ba, cũng chính là trung tâm của cấm địa. Cao nhân của thất đại phái sau khi nghe đệ tử bổn môn miêu tả, lập tức biết được cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa. Bảo tháp này thật sự vô song không gì sánh bằng, nhưng ở giao giới giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba có một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của đệ tử các phái. Cấm chế này căn bản không phải là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ có khả năng khai phá. Nhưng tu sĩ đạt tới chúc cơ kỳ lại không thể tiến vào cấm địa cho nên bảo tháp này rốt cuộc có cái gì, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Hàn Lập đối với cự tháp tầng thứ ba này một chút hứng thú cũng không có. Đối với hắn mà nó, có thể tìm đủ linh dược ở tầng thứ hai, sau đó an toàn trở ra, đã phải cảm ơn thiên địa, thần Phật phù hộ rồi. Hàn Lập trước mắt kiên nhẫn ứng phó với hắn tử xấu xí. Sau đó mới thoát khỏi sự dây dưa của người này, đi vào bên trong thảo mộc, biến mất không bóng dáng. Khi đang định biến mất, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương thì thấy Trung Ngô kia vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn rời đi xem ra mấy cao thủ này, không giống những tên đệ tử khác muốn đục nước béo cò, không chắc chắn 89 phần 10 thì sẽ không động thủ. Phòng chừng còn có nhiều người như vậy nữa, Hàn Lập một mặt cân nhắc, một mặt rời xa địa phương này, tìm kiếm thứ gì đó. Dưới một cây đại thụ chọc trời, Hàn Lập phát hiện một một gốc cây cũ, điều này khiến cho hắn vui vẻ trong lòng. Sau khi tiến vào động khẩu này, hắn động tay chân tạo một vòng phòng hộ, sau đó không nghĩ gì cả, bắt đầu nghỉ ngơi. Hàn Lập cần phải được nghỉ ngơi một chút ngày mai sau khi sương mù được khu trừ có trời mới biết có sự tình gì phát sinh hắn trước tiên muốn khôi phục trạng thái tốt nhất đó mới là kế hoạch hoàn hảo tuy nhiên hắn tin rằng ngày mai có thể đứng trước núi chờ đệ tử các phái phá bỏ sương mù sẽ không có nhiều người hơn nữa mỗi người so với phong nhạc kia cũng không dễ đối phó hơn bao nhiêu nghĩ tới điều này hàn lập rơi vào giấc ngủ thẳng một mạch đến dạng sáng ngày hôm sau hắn mới chậm rãi tỉnh dậy đi tới cấm địa quan trọng nhất cuối cùng đã gần tới chương 195, Nguyệt Dương Bảo Châu Chị Uy. Hàn lập tỉnh lại, không có lập tức đi ra khỏi hốc cây, mà lại khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể linh lực minh mông, pháp lực đã khôi phục đến đỉnh điểm để tiến vào cấm địa. Cảm giác mệt mỏi đã biến mất, thể lực cực kỳ sung mãn. Khôi phục lại thực lực xong, Hàn lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng cực kỳ vừa ý. Hắn lúc này mới đứng dậy, kiểm tra xem xét phù lục cùng pháp khí trong túi chữ vật, chuẩn bị cẩn thận thật tốt lần cuối cùng. Ngày đó từ trên người đồng đảng của tên dâu quai nón, tìm được mấy cái túi chữ vật, hàn lập trước kia căn bản cũng chưa có nhìn kỹ. Hiện tại cũng muốn nhìn qua một lần, xem xem có thứ pháp khí nào có thể dùng được hay không. Nói thật ra, bất luận là túi chữ vật nào của hai người đại hán dâu quai nón hẳn đại đa số là pháp khí bậc thấp. Sau khi xem một lúc, hàn lập liền không nói lời nào. Tổng cộng 5 túi chữ vật chỉ có 23 món pháp khí, trong đó hạ phẩm pháp khí 5 món, trung phẩm pháp khí 7 món, chỉ có 11 kiện thượng phẩm pháp khí. Có một túi chữ vật có hai kiện hạ phẩm pháp khí cùng hai kiện trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí căn bản không có món. Điều này làm Hàn Lập không khỏi cảm khái, đệ tử phổ thông cùng với đệ tử tinh duệ của thế gia thật sự là khác biệt. Như một cái túi chữ vật lớn mà ngay cả một kiện đính cấp pháp khí cũng không có. Không trách ngày đó gã dâu quai nón bị mình dùng thổ lao thuật vây khốn mà một biện pháp để thoát thân cũng không có, chỉ có thể trở mắt nhìn mình dùng kim quang chuyên lấy mạng hàn lập nghĩ tới như tử có nhiều bảo vật cùng đỉnh cấp pháp khí của phong nhạc không khỏi cảm thán đối với đệ tử bình thường không nghi ngờ người khác vừa thấy hắn công pháp nông cạn liền theo bản năng cho rằng thực lực hắn rất yếu không có lo lắng chút nào về việc hắn có pháp khí lợi hại thì ra đệ tử bình thường lại có ít pháp tốt như vậy hiện tại hàn lập có thể hiểu được ngay đó tại đại điện hoàng phong cốc vì sao có rất nhiều đệ tử vừa thấy thượng phẩm pháp khí lại kích động như thế Xem ra Hoàng Phong cốc đối đãi với đệ tử xem ra cũng không tệ. Dù sao còn có thể bỏ ra hơn 10 kiện thượng phẩm pháp khí để ủng hộ sĩ khí bọn họ. Thật ra Hàn Lập đã nhầm lẫn về việc này, cho dù các phái có xuất ra đệ tử tinh anh đi vào cấm địa, nhưng số đệ tử trên người có được đính cấp pháp khí cũng rất là ít. Giống như nữ nhân lắm Bảo Vật nó có một kiện đính cấp pháp khí, bản thân cũng là tinh anh trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một vài người mà thôi. Hơn nữa phần lớn đều là có gia tộc cường đại. Những đệ tử tinh anh bình thường không thể so sánh cùng. Như vậy Hàn Lập có được 3, 4 kiện đính cấp pháp khí đã có thể khiến những người gọi là đệ tử tinh anh chảy nước miếng vì thèm. Dù sao tiến vào kết đan kỳ, ngoại trừ phù bảo, đỉnh cấp pháp khí là lợi hại nhất mà mọi người ỷ vào lúc tranh đấu. Mỗi một kiện đính cấp pháp khí đều có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên. Hàn Lập khi ở tại Hoàng Phong Cốc, bởi vì ít cùng sư huynh đệ tiếp xúc, cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tu tiên giới hắn còn nghĩ mỗi tinh anh đệ tử đều có đỉnh cấp pháp khí điều này cũng khó trách ai bảo từ khi hắn cùng vị lục sư huynh kia đại chiến tới nay mấy lần đều gặp phải địch nhân có đỉnh cấp pháp khí chính điều này làm hắn đối với đỉnh cấp pháp khí không khỏi sinh ra ảo giác khiến hắn có hiểu lầm lớn như vậy mặc dù hiện nay hắn biết đệ tử bình thường ngu át thiếu hụt pháp khí nhưng có đỉnh cấp pháp khí có giá trị điều này đối với hàn lập mà nói không biết là hỏa hai phúc trung phẩm pháp khí hàn lập tự nhiên xem nhẹ sẽ không quan tâm đem ra sử dụng hắn đem 11 món thượng phẩm pháp khí ra dùng thử một phen, cuối cùng phát hiện ba kiện có uy lực lớn nhất. Một thanh phi đao, một kim bạt, một cái bình ngọc. Những thứ này đều là thứ Hàn Lập cần. Phi đao cùng kim bạt đều là pháp khí tấn công, không có gì để nói nhiều. Nhưng cái bình ngọc này thật là hiếm thấy, dường như là pháp khí có tính chất phụ trợ. Từ cái bình kia có thể phun ra độc vụ minh mông, làm nhiễu loạn địch nhân, còn làm cho người ta trúng độc mà chết. Nghe chừng công hiệu của cái bình ngọc này cũng không tệ lắm nhưng kỳ thật lại là một pháp khí uy lực yếu, bởi vì có ngũ hành hộ cháo có thể ngăn cản độc vụ bên ngoài, căn bản không thể làm người tu tiên chân chính bị trúng độc. nếu không phải Hàn Lập thấy độc vụ màu xanh biếc này tạm thời có thể che mắt địch nhân, khiến cho đối phương phiền toái vì không nhìn được thì hắn nhất định sẽ không chọn pháp khí này. xem xét lại hết thảy mọi thứ trên người xong, Hàn Lập liền lặng lẽ rời khỏi hốc cây. sau đó xác định phương hướng, chậm rãi đi tới. sau khi xương mù bị xua tan trực tiếp tiến tới ngọn núi kia tuyệt đối là không được sẽ bị vô số yêu thú chú ý tới bị vây công mà chết qua bao năm đến nay đã tìm ra con đường nhỏ có thể an toàn tiến vào ngọn núi hàn lập liền thẳng tiến đi tới thông đạo lối vào thông đạo không xa hàn lập trong chốc lát đã chạy đến địa phương mà tư liệu đã nói tới sau khi ẩn nấp ở sau một vài cây đại thụ nhìn thấy trước mắt dày đặc sương mù thì hàn lập thật sự chấn động sương trắng mù mịt cơ hồ che lấp cả bầu trời không cần nói không thấy lối vào ngay cả khoảng cách một trượng hàn lập cũng không thể nhìn thấy rõ không nghi ngờ trước kia không có nguyệt dương bảo châu thì cơ hồ không ai dám tới gần núi này cứ nghĩ sương mù dày đặc như vậy phải chịu công kích bất ngờ không biết của các loại yêu thú hàn lập cũng không có lời nào để nói nữa sương mù rộng như vậy xem ra đệ tử đang giữ bảo châu còn chưa có bắt đầu thi pháp khu trừ sương mù hàn lập nghĩ như vậy liền đứng ở phía sau cây đại thụ bắt đầu yên lặng chờ đợi Nơi Hàn Lập đứng chính là một địa phương có nhiều sương mù, khắp nơi đều là bụi rậm cùng hoang thảo, cho dù có ẩn giấu mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Hàn Lập mặc dù không phát hiện sự tồn tại của những người khác nhưng cũng biết ở đây khẳng định còn có người khác. Dù sao có thể trèo lên núi cũng chỉ có con đường này mà thôi. Chỉ là hiện tại là lúc lên núi, cho nên mới không có ai quan tâm tới người khác. Thời gian từng khắc, từng khắc trôi đi, Hàn Lập chịu khổ đợi khoảng 3, 4 canh giờ bỗng nhiên cảm thấy phía tây nam truyền đến một cỗ linh lực kinh người tiếp theo một cột sáng màu trắng cao tới tận trời hiện ra từ sương mù mờ mịt trên không ngừng tụ thành một quang cầu thật lớn mặc dù quang cầu hình thành nhưng cột sáng không có dừng lại không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu vì thế quang cầu càng lúc càng lớn ngày càng trói mắt cuối cùng giống như một vầng thái dương khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú một lát sau cột sáng đột nhiên biến mất chỉ để lại hai quang cầu thật lớn nổi trên không trung nhưng quang cầu tồn tại cũng không lâu, trong chớp mắt liền vặn vẹo, biến đổi hình dạng, biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại. Điều này làm cho Hàn Lập sợ ngây người, miệng há hốc ra quên cả khép lại. Phanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang cầu to lớn rốt cuộc cũng nổ tung trong không trung, biến thành vô số ánh sáng nhỏ cỡ nắm tay hạ xuống, tiến tới gần những mảng sương mù lớn. Trông thật diễm lệ, giống như một trận mưa ánh sáng. Mỗi một quang cầu màu trắng rơi vào bên trong sương mù, lập tức khiến cho sương mù dày đặc lập tức sống động như dao long, liều mạng tấn công trung tâm quang cầu. Nhưng vừa tiếp xúc sương mù ngay lập tức bị quang cầu làm cho tiêu tan, nhưng quang cầu cũng ảm đạm không ít. Khi mà càng nhiều quang cầu cùng sương mù tiếp xúc, sương mù dày đặc dường như trở thành sóng thần, vũ khí không ngừng quay cuồng, sôi trào. Giống như cự hình yêu thú đang đánh nhau, cuối cùng đang dẫy ruộng. Hàn lập hai mắt không chấp, dương mắt nhìn tất cả, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực chân chính của pháp bảo cao cấp hắn rung động trong lòng ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự hâm mộ cùng sự khát vọng sương mù sau khi cùng quang cầu đả đấu một phen rốt cục bắt đầu tan ra làm xuất hiện hình dáng to lớn của ngọn núi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn người hàn lập thật là lớn nhìn thấy như vậy những người này không khỏi sợ hãi kêu lên hàn lập cũng không có ngoại lệ ở trong số đó phía trước hàn lập mà một ngọn núi cao đến dọa người nhìn lại thấy núi cao ngàn trượng, ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn không thấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng gờ đá, cùng vô số cây đại thụ mấy người ôm không hết. Điều khiến người ta kinh hãi chính là hai bên sườn núi kéo dài liên miên không dứt, địa thế nguy hiểm, kéo dài rất xa, chẳng biết đến đâu mới là cuối. Sườn núi đối diện bọn người hàn lập, khá là dễ chịu, phương hướng phía xa xem ra là con đường lên núi. Lúc này từ trong sơn trung ẩn ẩn truyền đến vài tiếng yêu thú gầm nhẹ, thanh âm dữ tợn thê lương làm cho người ta nghe xong không rét mà run. Hàn lập có chút ngẩn người, vù một tiếng, một bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ dày nhảy ra, tiến vào trong đại sơn, biến mất không dấu vết. Hành động này tựa hồ như kích động thần kinh những người đang ẩn nấp. Lập tức lại có mấy người đồng thời đi ra, đồng loạt hướng phía trước chạy đi. Chỉ là sau khi nhanh chóng tiến vào trong sơn lâm thì mấy người lập tức kéo giãn khoảng cách, theo các địa phương khác nhau tiến vào trong núi. Hàn lập không có đi ra, hắn chủ định quan sát một lúc xem rốt cuộc có người nào chọn đường giống mình đi lên núi. chương 196, kế hoạch của Hàn Lập. Trong chốc lát, một gã thanh niên áo lam thần tình lạnh lùng, một vị lão giả đầy râu tóc, một thiếu phụ áo xanh diễm lệ trước sau đi ra. Bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn địa điểm bất đồng, tiến về phía trước của rừng núi. Hàn Lập lại chờ thêm gần một khắc thời gian, thấy rút cuộc không có ai xuất hiện, cuối cùng liền sửa sang lại một chút vật phẩm trên người, học theo hình dáng mấy người lúc trước, tìm phương hương chưa từng có người tiến đến, lặng lẽ vụt biến mất. Hàn Lập thực sự không biết, sau khi hắn vừa mới tiến vào không lâu, tên trung ngô xấu xí mới gặp hôm qua liền xuất hiện ở trước thông đạo. Hắn nhìn con đường lên núi mờ mờ tối, cười lạnh hắc hắc vài tiếng, sau đó thả ra mười mấy con bướm vàng bay vào rừng núi, sau đó mới không sợ không vội mà đi theo. Lúc này ở ngoài cấm địa, lối vào ở chỗ phá cấm, người giữ cửa của bảy đại phái có chút lo lắng, mong chờ nhìn về phương hướng của cấm địa, trong đó có vị lý sư tổ của hàn lập không biết là lão lo lắng việc hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử hoàng phong cốc hay là lo lắng cho việc đánh cược của mình nhiều hơn mà vị đạo sĩ kết đan kỳ khác của thanh hư cốc tình huống cũng không hơn lại nói tiếp từ sau khi khung lão quái của yểm nguyệt tông nhúng tay vào việc đánh cược thì lão không còn có tự tin như lúc trước đã có vẻ lo lắng được mất việc này cũng khó trách viên nội đan huyết tuyến giao thật sự khó mà có cơ hồ tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới được nếu mà dễ dàng bại dưới tay người khác, lão đạo sĩ này dù là tâm cảnh tu dưỡng cao tới đâu, cũng chỉ sợ đau lòng ngủ không yên mấy năm. Đạo sĩ trộm liếc mắt dò xét vẻ mặt bình tĩnh duy nhất trong đám người này, chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử yểm Nguyệt Tông nghe thường tiên tử. Trong bảy vị cao thủ kết đan kỳ duy nhất chỉ có một phụ nữ, sau khi đệ tử thất đại phái tiến vào cấm địa, liền chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng. Liên tiếp người này người khác đàm tiếu, đồn đại, tựa hồ đối với đệ tử xuất ra lần này của yểm Nguyệt Tông tin tưởng 10 phần, căn bản không cần bà ta phí công phí tâm. Đạo sĩ càng nhìn thấy bộ dạng tươi cười của nữ tử này, càng lo lắng hơn nữa. Liên tưởng thêm lần nữa đến vẻ mặt tin tưởng của khung lão quái khi đánh cược, lão liền cảm thấy nội đan huyết tuyến giao tựa hồ bay khỏi túi của mình, thành vật trong bàn tay của người ta. Càng nghĩ sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra trầm trọng hơn. Người không biết, thật cho là hắn lo lắng cho đệ tử của bổn môn trong cấm địa. Một lát sau, đạo sĩ rút cuộc nhẫn nhịn không nổi, hắn thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ tiến đến đứng ở một chỗ khác trước mặt lý sư tổ vẻ mặt lo lắng hỏi lý thí chủ hoàng phong cốc các ngươi lần này phái xuất đệ tử nên thân thủ không kém đúng không chúng ta hai phái đến lúc đó thực sự bại dưới tay khung lão quái kia bần đạo đối với đệ tử thanh hư môn tiến vào cấm địa vẫn còn có chút tin tưởng nghĩa là sao đạo huynh xem thường hoàng phong cốc chúng ta sao chứ lý sư tổ vừa nghe trên mặt trở nên bực tức ha ha Đương nhiên không phải, bần đạo chính là đối với đệ tử phái xuất lần này của Yểm Nguyệt Tông cảm thấy có chút cổ quái, thật sự không yên lòng. Đạo sĩ cười ha hả, cố cười giải thích, điều này thực sự như vậy, Lý Mỗ cũng cảm thấy không đúng, vài lần trước Yểm Nguyệt Tông khi nào lại phái xuất đệ tử đều là tuổi trẻ như vậy, lại là nam nữ đệ tử một đôi. Chẳng lẽ nghĩ đến chuyến đi cấm địa này là cuộc dạo chơi của con nít. Lý sư tổ trầm mặt nói, xem ra hắn đối với lần đánh cuộc này cũng không yên lòng. Đạo sĩ nghe Lý Sư Tổ nói như vậy, liên tục gật đầu không thôi, xem ra đối với lời nói vừa rồi cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên đạo huynh yên tâm, Lý Mỗ một khi đã dám đánh cuộc, khẳng định đối với đệ tử bổn môn có vài phần tin tưởng, kỳ thật thực lực không dưới đệ tử quý môn Lý Sư Tổ, sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ, chậm rãi nói với thâm ý sâu sắc, trong thanh âm tràn ngập vài phần hào khí. Ha ha, thí chủ nói như vậy, bần đạo liền an tâm rất nhiều. Tại hạ cũng sẽ không quấy dày nữa đạo sĩ tìm được đáp án muốn hỏi trong lòng, nhất thời thần sắc mong mỏi, sau đó cười hì hì cáo từ ly khai. Lão trở lại địa phương lúc trước bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị đợi kết quả vài ngày sau. Mà Lý Sư Tổ nhìn chầm chầm đạo sĩ rời khỏi, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe được, nhẹ nhẹ lẩm bẩm Phù Vân Tử, lão mũi châu nhà ngươi có chủ ý gì, đừng cho là ta không biết không phải là hy vọng chúng ta hai nhà liên thủ có thể thắng được yểm nguyệt tông, sau đó thanh hư môn các ngươi lại ngồi trên đầu hoàng phong quốc chúng ta sao? Hắc hắc, tuy không biết thanh hư môn phái đệ tử có gì đặc biệt tiến vào cấm địa, nhưng mà lần này bổn cốc ngay cả đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, tất cả đều phái cả đám đi, nếu không người nghĩ rằng ta sẽ cùng các ngươi đánh cuộc hay sao chứ? Lý sư tổ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ rào trá, sự lo lắng lúc trước đã không còn một chút bóng dáng, rõ ràng cũng là một hồ ly thâm tàng bất lộ. Hàn Lập tự nhiên không biết, bên ngoài cấm địa hai vị kết đan kỳ tu sĩ đang cạnh khóe nhau, hắn hiện tại đang bị một con heo rừng to lớn màu giám nắng ngăn chặn đường đi. Heo rừng này trừ màu sắc ra cùng hình thể đặc biệt thật lớn, cao hơn một trượng, còn các mặt khác cũng giống như heo rừng bình thường. Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy yêu thú này, lập tức nhận ra nó là một loại yêu thú cấp thấp thôi sơn thú thường gặp trên núi lửa, yêu thú này trừ ra dày thịt béo, ngoài có điểm khí lực lớn, chỉ biết một cái thạch phu thuật trời sinh, hơn nữa trí lực cực thấp cũng không khó đối phó. Sau khi thôi sơn thú trong mũi hừ hừ vài tiếng thô thiển, lúc này hoàng quang chợt lóe, toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hộ giáp nham thạch trắng sáng chói lọi, tiếp theo khí thế hung hãn hướng Hàn Lập mạnh mẽ lao tới. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ đợi con yêu thú này đánh đến, cho đến khi nó cách hắn khoảng cách khoảng 7, 8 trượng mới tay phải vung lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, người chuyển dịch ra phía sau yêu thú. Sau đó thôi sơn chưa mới rít lên một tiếng, từ trước tới sau cả thân hình chỉnh tề chia làm hai nửa, màu sắc nội tạng đủ loại chảy ra. Nó bất ngờ bị Hàn Lập dùng pháp khí ti tuyến, hoàn toàn trẻ đôi. Hàn Lập đem thi tuyến vô hình thu lại, nhìn nhìn thôi sơn chưa đã chết, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, sau liền lập tức nhảy lên cây đi, ly khai nơi này. Bởi vì hắn biết múi máu tươi trên thi thể yêu thú này, không lâu sau sẽ đưa tới một số lớn yêu thú khác có khứu giác linh mẫn, hắn thừa dịp chuồn nhanh là tốt nhất. Hàn lập tiến vào rừng rậm của miệng núi lửa đã vài canh giờ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đụng độ bốn con yêu thú. Trong đó ba con yêu thú cấp thấp hắn tự nhiên không khách khí một cú đánh chết. Nhưng con trùng dài yêu thú Phi Linh khổng tước, lông vũ dài nhiều màu sắc có khả năng thoát ly thân thể tự động truy kích đả thương người cùng phòng ngự, làm Hàn Lập khá đau đầu. May mắn tuy là chim nhưng tốc độ không nhanh, vì thế sau đó hắn tăng tốc thân pháp, sau một hơi đem nó cách xa vô ảnh vô tung, lúc này mới thoát khỏi sự chiến đấu vô vị lần này. Hiện giờ hàn lập một mặt thì nhảy như bay trên cây mặt khác lại thở dài không ngừng hiện tại hắn cuối cùng cũng đã biết yêu thú ở núi lửa nhiều loại đến mức nào lúc này hắn đang ở khu vực bên ngoài bình thường gặp phải phần đông đều là yêu thú cấp thấp nhưng qua một đoạn thời gian xâm nhập đến đoạn giữa của núi lửa chỉ sợ xuất hiện một đống yêu thú cấp trung cấp cao đến lúc đó trừ việc bỏ chạy hàn lập thật sự không suy nghĩ ra biện pháp có khả năng thoát thân khác không lấy làm ngạc nhiên tại sao tin tức nơi ẩn giấu linh dược trong tư liệu lại ít như vậy chỉ sợ đệ tử trước khi tiến vào núi này, chỉ tránh né mấy loại yêu thú này liền tổn hao hơn phân nửa tinh lực, thời gian còn lại cũng chỉ có thể đi lại 7, 8 nơi để xem xét một chút. Còn không nói rằng mỗi lần tham tra đều có thu hoạch. Xem ra hy vọng chính mình có thể hái được nhiều thảo dược thực sự không quá lớn a Hàn lập buồn bực thầm nghĩ, Hàn lập hiện tại chạy nhanh theo phương hướng, chính là một sơn động bí mật thường sản sinh ra từ hầu hoa. Địa phương này theo như tư liệu nói, sẽ không có cái gì giá trị lớn bởi vì sơn động này trăm năm trước mới bị người hái qua một lần hiện tại đều là cây con còn lâu mới trưởng thành mà thôi chúng nó không thể mang ra sử dụng làm thuốc cây con hàn lập nghĩ đến đây không khỏi cười khẽ một chút hàn lập cần chính là mấy cái cây con mà người bên ngoài sẽ không cần lý do hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa khẳng định thực sự không phải là đoạt đồ trong tay nhiều cao thủ thu thập thiên địa linh dược nguyên nhân chủ yếu là ngay từ đầu đem mục tiêu đặt ở tên cây con còn chưa trưởng thành chỉ có như vậy hắn mới có thể tận lực tránh được xung đột với đệ tử các phái khác mới có thể tận lực chạy đến nhiều địa điểm chọn thêm thứ mà trong mắt người khác là vô dụng đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con linh dược này hái đi có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng cứ như vậy cùng với việc trực tiếp hái linh dược trưởng thành không có gì khác biệt tuy nghe vị mã sư bá nói mấy loại cây con linh dược tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu chỉ có thể sống một hai năm nhưng thời gian này cũng đủ đem chúng nó trưởng thành vài lần, dù sao làm trúc cơ đan thực không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính là khoảng 4, 500 năm liền có thể sử dụng. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết trong thời gian 3 ngày còn lại có đủ để hắn hái đủ số lượng linh dược. Bởi vì cây con linh dược sống ở đông một chỗ, tây một chỗ, hơn nữa trên đường còn có thể bị yêu thú ngăn chặn, mặt khác còn có thể phát sinh ra xung đột với đệ tử phái khác, hết thảy hàn lập trong lòng đều không biết. Chương 197, yêu thú cự ngô công Đến rồi, đây là cái sơn động đó. Sau hai canh giờ, Hàn Lập đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa, lẩm bẩm. Xem ra, thực không có gì đặc thù cả. Hàn Lập không có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chúc lấy nguy hiểm. Bí động này theo như lời trên tư liệu, từ bên ngoài nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà Hàn Lập nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc, thực là nơi không có chút gì đáng chú ý. Cũng không biết lúc trước người nọ như thế nào tìm tới nơi đây, điều này thật sự là làm cho Hàn Lập có vài phần khâm phục. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập mới xác nhận chắc chắn phụ cận thực không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong động. Động khẩu hoàn toàn là do nhiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết nhân công đục đẽo Hàn Lập tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên, liền đưa ra kết luận như vậy. Sau đó thân hình Hàn Lập chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động, nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hàn Lập dừng lại, bởi vì trải qua một, hai cái góc rẽ, phụ cận là một mảng tối mờ. Hàn Lập nhân mày, đưa tay vào trong túi chữ vật tìm tòi, một viên nguyệt quang thạch to bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay. Sau khi vật ấy vừa hiện, ánh sáng màu trắng hòa nhã lập tức đem phụ cận chiếu rõ ràng có thể thấy được. Hàn Lập thấy điều này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong động, nhìn xem có hay không yêu thú bảo vệ nơi đây, nếu là có hắn sẽ bí mật cho một kích trí mạng, giảm bớt nhiều hao phí sức lực. Nhưng hiện tại nguyệt quang thạch xuất hiện, chính mình lại biến thành một cái đích ngắm rõ ràng, làm sao mà còn đánh lén được. Hàn Lập nhẹ nhàng cầm nguyệt quang thạch với ánh sáng mờ mờ, sau khi do dự một chút, dùng cánh tay kia vỗ nhẹ tạo thành một cái vòng bảo hộ thổ thuộc tính xung quanh người lúc này mới bước thấp bước cao tiếp tục đi tới. Trong sơn động không thể so với bên ngoài, thân pháp nhanh nhẹn nhất định không đạt được cực hạn, vì có tầng phòng hộ trên người nên có điều an tâm. Tuy nhiên cứ như vậy, sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm xuống rất nhiều, nhưng không thể vẹn cả đôi đường. Hàn lập rất rõ ràng cho nên cũng không có gì phàn nàn. Sơn động này phi thường hẹp và dài, sau khi hàn lập đi được nửa khắc vẫn không thấy dấu hiện gì là kết thúc. Điều này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không khỏi hoài nghi chính mình có phải là tìm nhầm chỗ, đâm đầu vào chúng xào huyệt của yêu thú đỉnh cấp. May mắn thay, sau khi đi thêm hơn 10 trượt, trước mắt hiện ra một cái ngã rẽ lớn, lo lắng này của Hàn Lập rút cuộc được giải trừ. Bởi vì từ ngã rẽ kia, ẩn ẩn lộ ra vài giải bạch quang, điều này nói rõ rằng mục tiêu ở trước mắt. Hàn Lập thấy điều này, trong lòng vui vẻ, vội vàng thu lại nguyệt quang thạch cầm trong tay, người nhẹ nhàng, lặng lẽ lần mò qua. Một khi ở trong này đã có ánh sáng, thêm nữa ở chỗ góc, xem ra kế hoạch lúc đầu có thể tiếp tục tiến hành. Hàn lập lén lút, đầu dần dần ló ra từ sau ngã rẽ, một màn trước mắt làm hắn vui vẻ, nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ. Phía trước đích xác là điểm cuối của sơn động, hơn nữa là một cái sảnh đá thiên nhiên diện tích không nhỏ, chẳng những có rất nhiều vách đá trung nhũ sáng lấp lánh, nhưng là trên một khối đá nhỏ màu tím ở trong cùng, có ba, bốn gốc cây có lá và hoa nhỏ màu xanh nhạt. Mấy cái hoa này lớn nhỏ khoảng một tấc, vài cánh hoa đều uốn quăn kỳ quái theo cùng một phương hướng hợp lực hình thành một hình dáng độc đáo xa xa nhìn lại thấy ngộ ngộ khôi hài giống như mấy tiểu hầu tử treo ở đây thật sự là rất ấn tượng không cần hỏi mấy cái này khẳng định chính là từ hầu hoa xem màu sắc lá tuy là màu xanh nhưng là do hỏa hậu còn rất kém hàn lập sau khi vừa thấy hoa lập tức vui mừng thầm nghĩ nhưng khi hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên mặt thạch bích màu tím thì sắc mặt trở nên khó coi nơi đây có một con rết dài vài thước đang nằm xem trên thân nó có da đen bóng loáng Súc tu dài vài thước, hình dáng dữ tợn, đáng sợ. Hàn Lập còn chưa động thủ, tâm lý đã vạn phần sợ hãi. Mặc dù hắn chưa bao giờ giết yêu thú độc trùng, nhưng ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy nhiều lắm. Theo như lời người ta nói, loại yêu thú độc trùng cùng cấp bậc với yêu thú phi cầm, mãnh thú khó chơi hơn rất nhiều. Hơn nữa rất hung hãn, độc thuật với lực sát thương cực lớn, thường xuyên có khả năng làm người chúng độc một mạng ô hô ai tai. Cho nên không cần nói, tốt hơn là hoàn toàn đừng chiêu chọc loại yêu thú này. Con dết trước mắt to lớn như vậy, tối thiểu cũng là yêu thú bậc trung, cũng không phải không có khả năng là yêu thú bậc cao. Hàn lập thấy vậy không thể không hít một hơi lạnh, cắn răng há miệng cả nửa ngày. Hiện tại không phải là hắn muốn trêu chọc đối phương, mà là con dết này chính là yêu thú bảo vệ tử hầu hoa. Nếu như không giải quyết con đại độc trùng này, việc hái linh dược trên thạch bích, thuần túy là mơ tưởng. Hàn lập thu liếm hơi thở của bản thân, đem đầu chậm rãi rụt trở về, động tác nhẹ nhàng hết sức không đánh thức con rết to nhìn như đang ngủ say. Hắn tựa vào thạch bích, nhăn chán cúi đầu nghĩ cách toàn vẹn đối phó yêu thú này. Dựa vào uy lực của vài món pháp khí đỉnh cấp, mạnh mẽ đối đầu cũng không phải là không được, dùng phù bảo kim quang chuyên, hắn mười phần nắm chắc có khả năng một cú liền đem yêu thú kia đập dẹp lép. Nhưng sau lần chém giết này, pháp lực hắn chỉ sợ phải tiêu hao không ít, không thể bảo trì trạng thái tốt nhất của chính mình. Đường đi tiếp theo sau còn dài, đối mặt với nguy hiểm khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắn bởi vì muốn đuổi theo thời gian, lại không có khả năng tiêu phí nửa ngày ngồi xuống khôi phục pháp lực. Cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lợi lần này, Hàn Lập như thế nào cũng không tình nguyện. Sau khi suy nghĩ nát óc trong chốc lát, Hàn Lập trong lòng sáng ngời, đã có một chủ ý tốt. Trước khi hành động, hắn trước tiên cẩn thận ló đầu, nhìn thoáng qua con rết kia, thấy nó vẫn không nhúc nhích, lúc này mới yên lòng. Vì thế Hàn Lập sau khi mỉm cười, liền biến mất trong bóng đêm trên con đường phía sau. Sau một thời gian không lâu, Hàn Lập mặt đầy vui mừng đã trở lại. Lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn, hơn nữa không có hành động lén lén lút lút nữa, mà là nghênh ngang trực tiếp sẽ bước đi vào trong đại sảnh đối phó với con rết. Động tính của Hàn Lập lớn như vậy, con rết yêu thú kia nếu không có phát hiện, chỉ sợ không phải là yêu thú, mà là xuẩn thú. Cho nên con cự trùng dài hơn một trượng lập tức cảnh giác hướng về phía Hàn Lập ngẩng cao đầu lên, hai xúc tu thô, dài múa may không ngừng, phát ra âm thanh suy suy quái lạ, làm cho người ta nhìn thấy rất là sợ hãi. Hàn Lập thấy thế cũng không nói gì, dương tay lên, vài quả hỏa cầu nhỏ bay ra cực nhanh, khi đập vào phần đầu, phát ra âm thanh bạo liệt liên tiếp. Ánh lửa qua đi, Hàn Lập rõ ràng thấy rằng đầu yêu thú bị hỏa cầu đánh chúng vẫn đen bóng loáng, không có dấu vết lưu lại bên ngoài ra, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, xem ra người ta nói không sai, loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi. Mặc dù con rết to bự không có bị thương, nhưng vừa rồi đã bị Hàn Lập châm ngòi, hoàn toàn bị chọc giận. Hai răng cửa sắc bén gần miệng nó chia ra, một cổ độc vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khi thế hung hăng, long trời lở đất hướng Hàn Lập vọt đến, ý tứ xem ra muốn đem Hàn Lập hóa thành độc thủy. Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, mấy cái này mà dính vào một chút thì vừa nhìn đã biết kỳ độc vô cùng. Hắn không có vòng bảo hộ xung quanh, mùi chân điểm một chút, lập tức bay ra đại sảnh với tốc độ so với độc vụ kia mau hơn vài phần, sau đó liền xoay người hướng con đường lúc trước chạy như điên, tựa hồ e ngại độc vụ của yêu thú này mà phải chạy bán sống bán chết, con rết tự nhiên không chịu để cho Hàn lập rời đi dễ dàng, vô số chân tay trái phải của nó cử động cực nhanh, thân hình như gió đuổi theo, xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ Hàn lập đang chạy như điên kia. Hàn lập quay đầu lại nhìn như vậy liền chấn động, thân hình vội vàng gia tăng vài phần, mới đem con rết bỏ xa một khoảng cách nhất định, biến mất tại trong thông đạo. Con rết thấp giọng kêu một trận xùi xùi, không chậm chế theo sát sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều so với Hàn Lập, cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi đến, thấy rõ ràng bóng dáng Hàn Lập. Con dết yêu thú mừng rỡ, tay chân huy động càng thêm cấp tốc, ác độc hung hăng vọt mạnh đến. Mà lúc này, Hàn Lập phía đối diện đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu cười hì hì nhìn yêu thú, không hề đào tẩu về phía trước. Tựa hồ hoàn toàn buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu. Sau đó, con dết to trong chớp mắt nhảy đến một nơi cách Hàn Lập chỉ có ba, bốn trượng. Nó mừng rỡ đang muốn dùng răng đem tên tiểu nhân trước mắt xé tan thành từng mảnh thì bụng bỗng chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt, thân hình nó đình trệ, lập tức sự đau đớn thống khổ khó mà chịu được xuất hiện trên toàn thân, tiếp theo một lượng độc huyết màu đen từ dưới thân nhanh chóng tuôn ra, chảy ra khắp mặt đất. Thì ra chẳng biết khi nào, bụng bộ phận yếu nhất của con rết bị lưỡi dao cực kỳ sắc bén bất chi bất giác đột nhiên xẻ ra, làm ngực vào ổ bụng của yêu thú mở banh ra, khó trách con rết này thống khổ như vậy mà Hàn Lập đứng ở một bên đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh gục đối thủ. Hắn khoát tay, một đạo kim quang hình tròn cùng một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền rời tay xuất ra, trực tiếp cắt về phía hai xúc tu thô, dài của con dết. chương 198, xung đột, phanh một tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khi u khi bổ ra hai lỗ nhỏ trên xúc tu, đã bị bật ra, làm Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Thật cứng rắn, cơ hồ chất lượng vật liệu có thể so sánh với trung phẩm pháp khí. Hàn lập ngầm hô may mắn, nếu không phải thi triển một chút thủ đoạn, thì thu thập con rết này thật đúng là phải phí nhiều sức lực. Hàn lập thấy phi đao kim bát tạo ra hiệu quả không lớn, liền thuận tay thu trở về. Độc trùng này tuy bị vết thương chí mệnh nhưng sinh mệnh lực vẫn rất mạnh mẽ, vẫn ở nơi đây quay cuồng không ngừng, xem ra trong một thì nửa khắc sẽ không gục xuống. Vì thế hắn nhăn chán một chút, thân pháp thi triển, lóe lên vượt qua cực nhanh trên đầu yêu thú, không hề bận tâm tới sinh tử của nó, trực tiếp dọc theo thông đạo của sơn động mà về sảnh đá. Trong sảnh đá, vài cây con tử hầu hoa màu xanh kia vẫn ở nơi đây, vẫn còn tốt, không có việc gì, điều này làm Hàn Lập lòng tràn đầy vui mừng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra vài hộp ngọc bích lớn nhỏ giống nhau đặt trên mặt đất, lúc này mới cầm phi đao lên, cực kỳ cẩn thận đem tử hầu hoa kia và cả khối đá nhỏ màu tím bên dưới đồng loạt khoét lên, sau đó dùng phi đao nâng lên đặt vào tay, hắn bỏ vào trong hộp ngọc, cẩn thận đóng kín lại khi tất cả linh dược đều bị hắn nhất nhất hái xong. Sau khi thu vào, hắn mới thoải mái, nhẹ nhõm thở vào một hơi, tâm thần trở nên bình ổn. Hắn lười biếng rũi rũi lưng, lại tùy ý quét mắt một phen quanh sảnh đá, tin tưởng xác nhận trong này đích xác không có bỏ sót thứ gì, mới bình thản đi ra khỏi nơi đây. Khi hàn lập trên đường đi qua nơi con rết bị thương nặng, còn yêu thú kia đã không nhúc nhích, nằm im trên mặt đất, hoàn toàn đã chết, dưới thân chảy ra một vũng lớn độc huyết, làm cho khu vực này của sơn động tràn ngập một mùi vị cổ quái làm cho người ta nôn mửa, Hàn Lập sau khi người thấy, cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Hàn Lập cả kinh, biết đây là kết quả của việc độc tính của độc huyết lan ra trong không khí. Cho nên nhanh chóng phục dùng một ít thanh linh tán, lúc này cảm giác khó chịu mới tiêu trừ. Hắn đi đến chỗ cách thi thể con Z7, 8 trượng liền ngừng lại, tiếp theo xuất ra phi đao đâm loạn 7, 8 cái, thấy con Z thực sự không nhúc nhích tí nào, lúc này mới yên lòng tiếp tục đi tới nhưng mới đi vài bước thân hình hàn lập dừng lại cúi người rút từ trên mặt đất ra một mũi nhọn ngắn màu đen hắn dùng hai ngón tay cầm mũi nhọn nhẹ nhàng lau sạch bùn đen mũi nhọn lập tức tỏa ra kim quang lập lòe đích thị là kim nhận thì ra hàn lập có khả năng dễ dàng chọc thủng bụng con rết yêu thú chính là ở trong đoạn thời gian hắn biến mất kia đem kim nhận trên đoạn đường ra vào sơn động cắm xuống một nửa lộ phần sắc bén lên trên bởi vì sợ hãi hào quang của kim nhận rất sáng sẽ bị yêu thú sớm phát hiện Hàn Lập còn dùng bùn đen đem mũi nhọn biến thành màu đen, hòa cùng một thể với sơn động tối đen, cứ như vậy rút cuộc làm cho yêu thú khó có thể phát hiện. Bởi vậy con rết khẩn cấp bám chặt mặt đất, đuổi theo Hàn Lập đi vào đoạn sơn động này thì đã bị kim nhận cắm ngược mổ banh bụng mà thần chẳng biết, quỷ chẳng hay, kết cục táng thân tại nơi đây. Đáng thương thân là yêu thú độc trùng cấp cao, một thân độc thuật cực kỳ lợi hại còn chưa kịp thi triển, trong lúc hồ đồ liền bị Hàn Lập ám toán, cái chết thực sự là cực kỳ oan uổng. Tuy Hàn Lập Lập còn chưa biết mình đã giết chết một con rết yêu thú cấp cao, nhưng cũng biết con độc trùng này cho dù không phải, thì cũng khẳng định là yêu thú cấp trung mạnh nhất. Đối với việc thu thập nó một cách nhẹ nhàng như vậy, rất là hài lòng. Hiện tại hắn liên tiếp đi 7, 8 bước, mỗi bước đều cúi người, rút cuộc đem kim nhận lau sạch sẽ thu hồi. Sau đó liền muốn nhấc chân rời khỏi nơi này, nhưng trong lúc vô ý nhìn thoáng qua thi thể con rết, hắn do dự một lát rồi tiếp tục đi tới. Vừa đến trước thi thể con rết, Hàn Lập không khách khí dùng kim nhận trong tay lướt trên thi thể từ đầu đến lưng, còn có đuôi một chút. Kết quả phát hiện vỏ ngoài ở lưng là cứng rắn nhất. Kim nhận chỉ có thể tiến vào nửa tắc, chỉ có tiếp tục dùng sức mới có thể từ từ cắt vào. Hàn Lập thấy vậy, không hề trần chờ, lập tức đem tám kim nhận vừa mới thu hồi mà cố sức cắt đứt vỏ ngoài trên lưng con rết. Không bao lâu sau, một vài khối vỏ cứng dài vài thước đã bị Hàn Lập cắt xuống, hắn cẩn thận thu vào trong túi chữ vật mấy cái này có thể ngăn cản một kích toàn lực của pháp khí đỉnh cấp, thì quả là đồ tốt. Nếu đơn giản chế thành một cái nội giáp khẳng định đối với chính mình có nhiều chỗ hữu dụng. Thật ra dựa theo bổn ý của Hàn Lập, đúng là hận không có khả năng đem cả vỏ ngoài của con rết cắt mang đi. Nhưng sẽ rất tốn thời gian, mà thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thực sự là khan hiếm. Cho nên hắn mang theo sự tiếc núi ra khỏi sơn động, lập tức tiến hành thực hiện ý nghĩ lúc trước đó là ở tại đây cũng có thể còn có một ít thiên linh quả chưa thành thục có thể hái được. Khi Hàn Lập không ngừng thực thi theo kế hoạch, siêu tập linh dược còn chưa thành thục, mặt khác mấy chỗ mà mọi người biết có linh dược thành thục lại bùng nổ xung đột lớn giữa các đệ tử tinh nhuệ. Dù sao có khả năng biết trước được địa điểm có linh dược thành thục, cũng chỉ có một vài chỗ mà thôi, cao thủ các phái đối đầu va chạm với nhau thật không thể tránh khỏi được. Trong một sơn cốc ưu tính cách Hàn Lập ở phía đông nam, có ba người vì hai cây tử hầu hoa giống như Hàn Lập vừa mới hái, đang rằng co không thôi. Chính là hai đóa tử hầu hoa, màu sắc không phải là màu xanh nhạt mà là màu tím cực kỳ diễm lệ, thực sự tỏa ra một mùi hương lạ nồng đậm. Phía trước hai đóa kỳ hoa màu tím này còn có một đầu quái lộc với độc giác màu đỏ lửa dài, thân thể chia đôi nằm trong vũng máu, đã chết lâu rồi. Mà cách không xa thi thể quái thú, có ba người quần áo khác nhau đứng ở các vị trí tạo thành hình tam giác, nhưng ai cũng không có ra tay, tựa hồ đều rất kiêng kỵ đối với hai người khác. Hai người bọn ngươi rút cộc là ý gì? Trích giác lộc này chính là ta một mình giết chết, linh dược nên thuộc về ta mới đúng rút cuộc một người với thần tình tức giận mở miệng nói. Nói chuyện chính là một thanh niên áo lam 20 tuổi, bộ mặt anh Tuấn, dáng người thon dài. Hắn một tay cầm phi xoa màu xanh, tay khác nâng một hạt châu tử màu vàng, trên mặt hai vật linh quang trói mắt, vừa thấy đã biết là pháp khí đỉnh cấp, khó trách người này có khả năng một mình đánh chết yêu thú cấp cao nhìn như bất phàm kia. Đạo huynh, không nghĩ tới năm nay lại gặp mặt, ta và người thật đúng là có nhiều duyên phận, Nói chuyện lần này chính là một vị phàm nhân lão giả áo xanh tay cầm quải trược, sắc mặt nhìn như hòa ái, nhân từ, nhưng đối với sự chất vấn kia của thanh niên không chú ý, ngược lại cùng một vị trung niên đạo sĩ khác nói chuyện. Đúng đó, ta cũng không nghĩ tới năm nay còn có thể cùng Lý Thí Chủ một lần nữa gặp nhau. Đạo sĩ lưng mang một thanh trường kiếm mộc mạc, vẻ mặt tự nhiên nói, đồng giảng cũng không đưa mắt nhìn gã thanh niên. Thanh niên thiên khuyết bảo giận dữ, hắn tự nhiên có chút tư chất bất phàm, ra thế hiển hách, người lại anh tuấn tiêu sái số một cho tới bây giờ đều là tiêu điểm làm mọi người ngắm nhìn nhưng hiện tại lại bị hai tên này làm nhục có thể nào không làm hắn sinh ra oán giận nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói tiếp cái gì lão giả cùng đạo sĩ nói mấy câu lập tức làm hắn sắc mặt đại biến trở nên kinh hoàng thất thố chuyện xưa không cần đề cập hôm nay trong này có hai gốc linh dược ngươi và ta hai người vừa lúc phân chia bình đẳng một người một gốc cây được không lão giả không nói lời vô nghĩa hướng đạo sĩ thanh hư cốc đối diện đưa ra lời mời liên thủ phân chia linh dược trung niên đạo sĩ nghe vậy trên mặt không có vẻ kinh ngạc sau khi hơi trầm ngâm liền gật đầu đáp ứng nói cũng tốt chúng ta thực lực không sai biệt lắm đánh nhau chết sống cũng là kết quả lưỡng bại câu thương như vậy đi ta không có ý kiến thanh niên đem đối thoại của hai người đối diện nghe xong rõ ràng trong lòng vừa sợ vừa giận đối phương hai người liên thủ tuy hắn tự phụ pháp khí uy lực vô cùng lớn nhưng cũng biết tuyệt không phải là đối thủ nhưng muốn bỏ linh dược sắp tới tay này hắn nói cái gì cũng không cam lòng vì thế sau khi trong đầu xoay chuyển thân hình thanh niên bỗng nhiên bắn nhanh về phía sau tiến thẳng đến hai gốc cây linh dược hắn muốn một cú nắm lấy linh dược liền lập tức trốn chạy muốn chết thanh niên vừa mới di chuyển lão giả áo xanh kia sắc mặt trầm xuống dương quải trượng cầm trong tay phóng ra biến thành một đạo thanh quang thẳng đến thanh niên bay vút đi quả trượng này hóa thành thanh quang quá nhanh chỉ lóe lên tuy xuất phát sau mà đến trước mặt của thanh niên ngăn đường đi của hắn. Thanh niên kinh hãi, đây là pháp khí gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Bất quá sự việc đến vậy, hắn cũng không kịp suy nghĩ, nhấc tay, phi xoa màu xanh bay ra nghênh đón, thân hình không chút ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, xem ra không lấy được linh dược, hắn sẽ không bỏ qua. Tiểu Hữu đã muộn, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, không nên bước bách bần đạo hôm nay đại khai sát giới. Thanh niên còn chưa bước hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm không nóng không lạnh, giống như bám sát phía sau thân hắn, dọa cho thanh niên hồn bay lên mây. Thanh niên sắc mặt trắng bệch lên đến đầu, quả nhiên đạo sĩ kia cách hắn chỉ có ngoài một trượng, đang cười cười nhìn hắn. Thanh niên sắc mặt tái nhợt không hề nói một từ, lập tức chuyển hướng chạy như điên ra ngoài cốc, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn một chút. Hắn trong lòng biết thực lực mình cùng hai người này tranh lệch nhau quá lớn, chú ý hái linh dược chính là muốn tìm chết mà thôi. Đối phương có khả năng phóng thích hắn một mạng là sự việc đã khó có thể tin. Hắc hắc. Linh hồ bộ của đạo huynh so với trước kia càng lợi hại, thật sự là xuất thần nhập hóa. Lão giả thấy đạo sĩ buông tha thanh niên một mạng, cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không ra tay ngăn trở, ngược lại còn khen ngợi đối phương. Không có gì, chút tài mọn mà thôi. Đạo sĩ thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng thanh niên biến mất, chậm rãi ung dung nói. chương 199, Trần Thị Huynh Muội Lý Thí Chủ có phải là thấy bần đạo phóng thích người này, có chút kỳ quái chăng? Trung niên đạo sĩ sau một lát trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, chính là có điểm như vậy, pháp khí của tiểu tử kia cũng được, ta thấy cũng có chút động tâm. Lão giả cũng không che giấu tâm tư của mình, trực tiếp nói. Thí chủ thừa dịp sớm bỏ đi chủ ý kia là tốt nhất, người này không thể giết được. Đạo sĩ nhíu mày một chút, nhẹ nhàng cảnh cáo nói. Lão giả áo xanh nghe vậy, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi gì cả. Hắn biết một khi lời đã nói đến đây, bằng vào thói quen của đối phương, sau đó khẳng định sẽ giải thích rõ ràng cho mình quả nhiên đạo sĩ mộc mạc tiếp tục nói người này cùng mã vân long của thiên khuyết bảo có quan hệ lớn không trêu vào là tốt nhất lão giả vừa nghe trở nên động dung không khỏi kinh ngạc nói chính là mã vân long của thiên khuyết bảo trăm năm tới có hy vọng bước vào kết đan kỳ nhất đạo sĩ cười khổ một tiếng thở dài nói không phải người này còn có thể là ai ta từng gặp qua mặt người này thanh niên kia trong tay cầm lạc trần châu chính là pháp khí thành danh của người kia, điều này tuyệt không sai. Cho nên thanh niên này cùng Mã Vân Long ắt có quan hệ lớn, không động vào là tốt hơn. Tốt quá, thật may đạo hữu đã nhắc nhở, nếu không ta thực phạm phải một sai lầm lớn, khụ, hay là sớm đem linh dược hái đi, không lại có khách không mời mà đến. Lão giả rút cuộc từ trong kinh ngạc khôi phục trạng thái bình thường, lập tức đề nghị nói. Đạo sĩ tự nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó hai người một trái một phải đều hái một gốc tử hầu hoa, lập tức chia đường mà đi. Sự tình tại mấy chỗ khác diễn ra đồng thời cũng như vậy, chỉ có điều xung đột của bọn họ, không có bình yên như vậy, mà là cực kỳ kịch liệt đất đá lửa khói tương bừng. Bên cạnh một thạch ốc ở trên đỉnh núi, bốn người chia làm hai phe, điều khiển các loại pháp khí đang tranh đấu. Trong đó một nam một nữ mặc phục sức màu vàng, là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Nam chừng 40 tuổi, vẻ mặt có khí chất thư sinh, trong tay có một cái bút lớn bằng gỗ ngân quang lập lè cùng một quyển kim thư kim quang rực rỡ, trong khi thi triển ngân phù kim quang khắp cả trời đất đem hai người đối diện đánh cho đến mức mồ hôi thấm đẫm lưng sắc mặt chuyển xanh mặc dù nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi cũng chỉ huy hai kiện pháp khí phi kiếm một lam một vàng ở một bên giúp sức nhưng người sáng suốt liếc mắt lập tức có thể thấy được nữ tử này đừng nói có thể so sánh với đồng bọn của nàng chính là so với hai gã đối diện cũng là một trời một vực căn bản là không có tác dụng gì ngược lại thỉnh thoảng cần đồng bọn cực kỳ lợi hai kia cứu giúp vài lần mà nhóm đối thủ của hắn lại không phải là hai người cùng môn phái. Một hán tử xấu xí trên đỉnh đầu có vòng hào quang màu xanh biếc, sử dụng một phi xà miệng thô to như cái bát cùng một đám ong vàng to lớn, điên cuồng ngăn cản sự tấn công của luồng kim quang của nam tử Hoàng Phong Cốc, chính là vị linh thú Sơn Trung Ngô đã trao đổi tư liệu với Hàn Lập. Một người khác là một nam thanh niên tướng mạo âm nhu tuấn Mỹ, thân mặc áo xanh, chính là đệ tử hóa đao ổ. Hai đạo phi đao màu đỏ bay múa trước mặt hắn, hào quang bắn ra bốn phía, vừa thấy đã biết không phải pháp khí bình phàm. Mà nguyên pháp khí phi đao có tính chất tấn công này, nay lại biến thành hai màn chắn sáng rực rỡ cỡ như hai cái bánh xe, cật lực ngăn cản vô số điểm ngân phù như sao đầy trời. Dừng tay, không đánh nữa, hai người bọn ta nhận thua. Họ Trần kia, tính là người giỏi, linh thảo trong thạch ốc này thuộc về người thanh niên hóa đao ổ thật sự chống đỡ không nổi, rút cuộc mở miệng nhận thua trước tiên. Hán tử xấu xí trung ngô ở bên nghe xong, ngoại trừ một chút không cam lòng, không có mở miệng ngăn cản. Xem như thuận theo lời nói của nam thanh niên, đem phi xà cùng bầy ong thu về bên người. Hừ, các ngươi nói nhận thua liên nhận thua sao, nào có việc tiện nghi như vậy. Nữ tử Hoàng Phong cốc thực lực yếu nhất, vén tóc trên trán không cam lòng nói. Vừa rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặc không khỏi có một bụng buồn bực, ngữ khí trở nên rất bất thiện. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt? Sợ các ngươi không có bản lĩnh này, nam tử hóa đạo ổ vừa nghe, tức giận thét to, thanh âm giống như nữ tử sợ hãi, làm ba người còn lại không khỏi nổi da gà. Đương nhiên không, thất nguội của ta chính là nói lời có chút tức giận mà thôi. Hai vị cứ đi là xong, Trần Mỗ Quyết sẽ không làm khó. Trung niên nam tử Hoàng Phong Cốc kia nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử, sau đó thần sắc bình thản nói với bọn người Trung Ngô. Hắc hắc, Trần Huynh thực không hổ là đại công tử của Trần Thị gia tộc, khí độ không giống với tiểu nha đầu này, chúng ta cáo từ. Thanh niên hóa đạo ổ bỗng nhiên trở lại bình tĩnh, thanh âm cũng khôi phục thành bình thường. Âm thanh lập tức lại có vẻ giống như mỹ công tử. Trước sau làm người cảm thấy kinh ngạc, nói xong lời này, thanh niên cùng Chung Ngô hai người thêm lần nữa quyến luyến không buông tha, liếc mắt thạch ốc kia, sau đó đau lòng ly khai khỏi nơi đây, bóng dáng biến mất sau núi đá. Đại ca, vì cái gì không giết hai người kia, chỉ cần gắng sức thêm nữa, lập tức có thể tiêu diệt bọn họ. Nữ tử xinh đẹp sau khi thấy tận mắt hai người đi khỏi, rút cuộc nhịn không được quay đầu, hướng trung niên nam tử hỏi. Thất muội ta phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đó, muội liền trở nên quá khích. Muốn động thủ lấy mạng người, muội có biết hai người kia là người nào không? Gia tộc bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá danh tiếng, tuy còn lâu mới đuổi kịp siêu cấp gia tộc họ trần của chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường. Tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù, huống hồ chính thực muốn giết nhóm bọn họ, cũng hơn phân nửa là sẽ không thành công. Phải biết rằng, dựa vào uy lực của Kim Thư và Ngân Bút, nhìn như gây ra cho hai người bọn hắn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng trên thực tế, đó là dưới tình huống hai người bọn hắn không có ý niệm trốn thoát mới có thể làm như thế. Nếu là thực sự hạ sát thủ, bọn họ lại không phải là kẻ khờ dại, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy, kể từ lúc đó uy lực Kim Thư, Ngân Bút của ta dù lớn thêm nữa, như thế nào cũng không có khả năng lấy mạng bọn họ. Chính là rước lấy cửu ra mà thôi. Người trung niên Hoàng Phong Cốc trước tiên dùng khẩu khí sủng ái, thoáng trước trách cứ nữ tử tuổi trẻ, tiếp theo cẩn thận giảng giải một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ, làm nàng kia giật mình hiểu ra. Đúng rồi, thất muội, sau khi tiểu tử lục ra kia mưu hại muội, rút cuộc không lộ mặt tại địa phương khác, xem ra thật sự là bị người cứu muội giết chết. Nhưng nếu quả thực như thế, xem ra tiểu tử này thật may mắn, nếu không nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết, để hắn biết sự đáng sợ khi dám đối với người nhà Trần gia chúng ta hạ độc thủ. Nhưng thật ra thân phận người cứu muội kia, thực rất khó tìm. Ta đã tốn rất nhiều khí lực, cha tìm đệ tử bổn cốc không có mặt trong mấy ngày đó, kết quả thực không phát hiện người đi ra ngoài mà có khả năng tạo thành uy hiếp đối với lục gia tiểu tử. Phải biết rằng, mặc dù pháp lực tên hỗn đản kia không đáng nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp. Có khả năng cứu muội từ trong tay hắn, rõ ràng thực lực người này không kém mới đúng, chẳng lẽ là người bên ngoài bổn môn đi qua đường. Đại ca nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí thương tiếc, đối với thất muội của hắn mà nói thì ra vị thất muội này là Trần Sư muội đã trở nên lãnh nhược băng xương, chính ở trước mặt trung niên nhân đại ca của nàng, hiển nhiên khôi phục lại vài phần bản tính, bởi vậy sau khi vừa nghe xong những lời ấy, lập tức trên mặt đỏ bừng, làm nũng nói. Phi, đề cập tên gia hỏa kia làm gì chứ? Cứu thì cứu đi, còn đem người ta một mình vứt tại nơi hoang vu, chính mình lại lấy chút cơ đan người ta rồi lủi đi, ta xem tám chín phần cũng không là người tốt. Trong nghiêng Trần Sư muội có hận ý bất bình rất lớn, Kỳ thật làm cho nàng nổi giận như thế thực không phải việc này, mà là tưởng tượng đến người này, khiến cho nàng hồi tưởng đến cái đêm bị nạn kia, lúc cả người trần trụi nóng bỏng, thần chí không rõ. Mà hai tên đó đã từng đem hai tay thô thiển tùy ý vuốt ve toàn thân trên dưới, cùng hơi thở nồng đậm mùi vị nam tử trên người đối phương, đến nay còn làm nàng in sâu trong lòng. Chính là thẹn quá hóa giận, Trần Sư muội tận lực không muốn nhớ đến việc này, mà đem bọn họ chôn sâu trong nội tâm, hôm nay nghe đại ca mình nhắc tới như vậy, không thể kiềm chế trong lòng, làm nàng lâm vào trầm tư, trên mặt một trận trắng hồng liên tục thay đổi. Đợi khi Trần Sư muội hoảng hoảng hốt hốt phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện đại ca của mình đang dùng ánh mắt cười mà không cười, thâm ý sâu sắc nhìn chính mình, tựa hồ toàn bộ bí mật của nàng đều bị đối phương nhìn thấu hết. Điều này làm cho mặt nàng đỏ ửng, càng trở nên kiều diễm. Trần Sư muội cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng dậm chân nói, "Muội đi hái thuốc." rồi thẳng một đường đi vào thạch ốc ý đồ che giấu sự ngượng ngùng khác thường ở sâu trong nội tâm người trung niên nhìn nhìn bóng dáng tiểu muội yêu thương nhất không khỏi mỉm cười trong lòng đã có xếp đặt ghế sách sau đó hắn liền đi theo trong một chỗ nào đó của rừng rậm một cô gái áo lục cắn chặt đôi môi chỉ huy một tiểu điêu màu trắng đang gian nan cùng một quái xả hai đầu tranh đấu xem tình hình trong nhất thời khó phân cao thấp mà phía sau quái xà có một cây đại thụ toàn thân màu đỏ như lửa, trên các cành cây của nó có vài trái màu đỏ to bằng nắm đấm. Trong một sơn động hẹp, dài dưới đất, một hàng nam nữ áo trắng lặng lẽ, không gây tiếng động đi tới, xem nhân số ước chừng có 15, 16 người hai bên trái phải, là đệ tử yểm Nguyệt Tông sống sót tại cấm địa cũng đều có mặt tại đây, mà đi ở đằng trước chính là một cô gái trẻ từng xa xa thấy qua hàn lập. chương 200, thiểu nữ giữ thiểu nữ. Mặc dù cô gái áo trắng vẻ mặt tựa như thanh thuần, lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng sáng bạc rực rỡ kỳ dị, làm cho người càng thêm thần bí quỷ dị. Làm cho người ta kinh ngạc chính là tất cả nam nữ áo trắng đi theo phía sau cô gái đều có bộ dáng nơm nấp sợ hãi, ngay cả một âm thanh to nhỏ riêng tư đều không có, ánh mắt lại tràn ngập vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng cô gái. Mà nữ tử điêu ngoa cùng đạo lữ tu luyện của nàng từng xuất hiện tại vùng đất cát cũng ở trong đó, vẻ mặt kiêu căng đã biến mất vô ảnh vô tung, hơi thở giống như người bên cạnh, cũng không dám thở mau một chút có vẻ trở nên nhu thuận thành thật vô cùng đột nhiên cô gái đầu lĩnh dừng bước cả đội ngũ phía sau tự nhiên cũng dừng lại bởi vì phía trước cách đó không xa trở nên sáng sủa xuất hiện một đầm nước sâu màu xanh biếc mà tại trung tâm đầm nước có vài khối đá ngầm màu đen đột nhiên hiện ra trên mặt nước là ở trong này sao sau khi cô gái rất hứng thú nhìn xem đầm nước trong chốc lát không quay đầu lại thanh thúy hỏi thanh âm nghe mềm mại vô cùng đúng vậy sư tổ, yêu thú đỉnh cấp bích thủy ngạc ở trong đầm nước. Lần hái thảo dược ở cấm địa trước đó, một vị đệ tử bổn môn đã táng thân trong bụng của súc sinh này. Tuy nhiên người còn lại đã thoát được trong các nữ đệ tử của yểm Nguyệt Tông phía sau có một nữ tử tuổi lớn hơn một chút đi ra, cực kỳ cung kính hướng cô gái không người đáp lời. Dựa theo lệ thường của tu tiên giới lấy cảnh giới nông sâu để phân chia bối phận, cô gái này phải là tu sĩ kết đan kỳ của yểm Nguyệt Tông mới có thể được xưng hô tương xứng như vậy. Mà cấm địa này không phải là không có khả năng để cho tu sĩ cao hơn chút cơ kỳ tiến nhập hay sao? Điều này là như thế nào? Mà xem vẻ mặt của các đệ tử yểm nguyệt tông khác, đối với điều này không giật mình, xem ra sớm đã biết huyền bí trong đó. Ừm, biết rồi, lui xuống đi. Lúc này cô gái nghênh nghênh ngang ngang phân phó, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lịch duyệt không tương xứng với tuổi. Tiếp theo lại hướng những người phía sau nói. Chuẩn bị một chút, trong khi ta đem bích thủy ngạc dẫn dụ ra khỏi mặt nước, các người dùng bí pháp hợp kích mới luyện thành âm dương khiên dẫn thuật, từng đôi đồng loạt ra tay. Lực sát thương bằng với đệ tử trúc cơ kỳ toàn lực tấn công một kích, trừ khử nó tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó chúng ta đi xuống xào huyệt của yêu thú đỉnh cấp, tiếp tục quét sạch những linh dược mà trước kia không người nào dám hái. Thanh âm cô gái không lớn nhưng trong lời nói có 10 phần tin tưởng, các nam nữ đệ tử nghe xong, không ai lộ ra vẻ hoài nghi, tất cả đều đồng ý. Thấy cô gái tinh linh này vừa chuyển thân, miệng hoa hé mở, một cái viên hoàn màu phấn hồng to bằng ngón cái từ trong miệng chậm rãi phun ra tiếp theo đón gió trương lên đảo mắt kích cỡ đã biến thành như cái đầu phát ra âm thanh trầm trầm ông ông ánh sáng rực rỡ trói mắt cực kỳ thông linh theo phương thức xuất hiện của viên hoàn này phóng ra hào quang ẩn chứa linh lực khổng lồ cũng có thể khẳng định tuyệt đối đây là pháp bảo hàng thật giá thật chẳng lẽ cô gái này thực sự là tu sĩ kết đan kỳ không bao lâu sau trong một bí quật sâu nằm sâu vài chục trượng dưới mặt đất trước tiên truyền đến một tiếng nổ ngay sau đó mấy tiếng gầm giống phát ra như tiếng trâu nước trầm thấp, trong tiếng gầm tràn ngập nội ý, nhưng lập tức lại vang lên liên tiếp một loạt tiếng sấm nổ oanh đùng đùng, làm thanh âm gầm nhẹ sau vài cái kích động, lập tức trở nên yếu ớt, tiếp theo các loại thanh âm tiếng nổ, bạo liệt không ngừng truyền đến, rút cuộc bao phủ hoàn toàn tiếng gầm giống, làm nó không bao giờ vang lên nữa. Sau mấy canh giờ, cô gái dẫn theo nam nữ đệ tử yểm Nguyệt Tông, từ cái động khẩu bí ẩn nào đó đi ra, nam nữ đệ tử phía sau, mỗi người đều mang vẻ mặt hưng phấn đầy niềm vui điều này cũng khó trách có cơ hội giết chết một con yêu thú đỉnh cấp cũng không phải là lính mới luyện khí kỳ như bọn họ dễ dàng gặp được hôm nay không có phí nhiều khí lực liền đánh chết con bích thủy ngạc cực kỳ hung dữ đáng sợ kia có thể nào không làm bọn họ kích động đương nhiên nếu không phải cô gái kia dùng pháp bảo viên hoàn ngăn cản hơn phân nửa lực công kích của yêu thú bọn họ cũng không có khả năng không tổn thương một người mà chấm dứt chiến đấu một cách hoàn mỹ cho nên càng lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng của cô gái mà cô gái đối với ánh mắt nam nữ đệ tử phía sau không thèm để ý vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đi ở đằng trước tựa hồ giết chết một yêu thủ đỉnh cấp cũng không là việc to tát gì một lát sau nhóm đệ tử yểm nguyệt tông liền biến mất trong rừng rậm phụ cận không thấy bóng dáng nữa cũng như vậy tại các địa phương khác đệ tử các phái đánh chết yêu thú đoạt linh dược không ngừng diễn ra ngẫu nhiên cũng xuất hiện xung đột vì tranh đoạt linh dược Bình thường tự biết không địch lại đối phương liền rút lui, người chiếm thương phong cũng sẽ không quá bức bách, mà là vội vàng hái linh dược rồi biến, sau đó đi đến địa điểm tiếp theo. Đối với loại tình huống này, đại bộ phận mọi người trong lòng đều biết rõ. Chủ yếu là bởi vì thời gian còn lại của mọi người đều không quá nhiều, cuốn vào trường tranh đấu đổ máu còn không bằng xem xét địa phương khác xem coi có thu hoạch khác không. Chân chính thời cơ mà mọi người liều chết giết rồi cướp đoạt linh dược trên người đối phương chính là ngày cuối cùng lúc mà người thành công quay trở về, ngày đó khẳng định là huyết sắc tuyệt đối sẽ không giống như hai ngày trước có thể dễ dàng phóng thích đối phương hàn lập đối với sự tình này cũng có phần hiểu biết cho nên lợi dụng thời cơ đệ tử các phái trong hai ngày này còn khắc chế nhau liều mạng chạy từ chỗ này đến chỗ khác nửa đường ngoài việc gặp một yêu thú trung cấp liền lập tức thi triển thân pháp vòng qua mà đi không bị chúng nó giữ lại một khắc nào cũng không biết có phải hàn lập đang có vận đỏ trừ việc hái thảo dược trong sơn động đầu tiên gặp phải con rết yêu thú độc trùng hiếm thấy bốn chỗ sau đó không có xuất hiện yêu thú bảo hộ, làm hắn dễ dàng hái linh dược vào trong tay, không cần tiêu phí một chút khí lực nào, điều này làm cho Hàn Lập hoan hỉ phát cuồng. Nếu tiếp theo có thể thuận lợi như thế, việc hắn thu thập đủ linh dược tuyệt không thành vấn đề. Lúc này, ngày thứ ba ở cấm địa đã qua gần hết, hai yêu thú hạ cấp thiết tí viên gặp ven đường bị hắn nhẹ nhàng nhấc tay hạ thủ, thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, triệt để bị chia cắt banh ra. Hiện tại Hàn Lập chính là đi đến địa điểm cuối cùng trong mục đích của ngày hôm nay, Nhanh chóng tiếp cận một tòa thạch điện nhỏ ở phụ cận đỉnh núi. Nghe nói nơi đây gieo trồng linh dược kỳ thảo, mà thiên linh quả mà hắn cần nhất lại ở trong đó. Tuy nhiên thiên linh quả thành thục còn chưa có, nhưng có một vài loại khác đã trưởng thành để chờ hái. Bởi vậy hàn lập phỏng trừng linh thú bảo hộ phải có, thậm chí đệ tử môn phái khác đã đến trước rồi cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hàn lập không quan tâm, thậm chí còn mong người khác tiến tới trước để giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ đường đi, xem ra chính mình không phải tốn nhiều sức lực dù sao người này khẳng định đối với linh dược chưa thành thục sẽ không cảm thấy hứng thú. Đang lúc Hàn Lập suy nghĩ và tâm tình cực tốt, rút cuộc xa xa trông thấy bóng dáng thạch điện, quả nhiên cũng không tính là to lớn. Nhưng còn chưa đợi Hàn Lập tới gần sát, một trận âm thanh đánh nhau kịch liệt liền truyền tới. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, xem ra thực sự có người giúp mình mở đường, vì thế thân hình lập tức trở nên quỷ dị, sau vài cái chớp lóe, vô thanh vô tức tiếp cận thạch điện trên khoảng đất trống trước thạch điện thực không có diễn ra một màn nam tử dũng mãnh đại chiến yêu thú như trong suy nghĩ mà là một hán tử áo đen chân đất đang thao túng một thanh cửa kiếm màu bạc đem một nữ tử áo lục dáng người mảnh khảnh áp bước đến mức nghẹt thở thủ đoạn phòng hộ duy nhất của nữ tử này chính là một cái khăn lụa lấp lóe hoàng quang chỉ là mặt trên ảm đạm vô sắc hoàn toàn bị thanh cửa kiếm màu bạc kia áp đảo chỉ có thể khó khăn chống đỡ mà trên mặt đất ở một bên vẫn còn có một con cự lang màu đỏ bị chia làm hai đoạn cùng một con chim điêu nhỏ màu trắng thân thể phân đôi, dưới thân máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập sộc lên mũi, xem ra cũng mới chết không bao lâu. Nhìn thấy hết thảy việc này, Hàn Lập tự nhiên không khỏi há hốc mồm, không phải bởi vì hai người đánh nhau ở đây mà kỳ quái, mà là cô gái áo lục này chính là cô gái từng xấu hổ khi bán cho hắn kim trúc bút. Bởi vì khi đệ tử các phái tụ tập ở bên ngoài cấm địa, Hàn Lập phát hiện công pháp cô gái này cực kỳ nông cạn, chính là tầng thứ 10 mà thôi. Cho nên trong mắt hắn, sau khi cô gái này tiến vào cấm địa không phải là sớm hương tiêu ngọc tồn, thì là nên lặng lẽ ẩn nấp ở chỗ nào đó. Nhưng bây giờ, ở tại nơi này lại thấy nàng dùng một món pháp khí đỉnh cấp liều chết tranh đấu với một gã cự kiếm môn vừa thấy là biết không dễ chọc, điều này có thể nào không làm cho Hàn Lập cảm thấy giật mình. Tiểu nha đầu, hiện tại thu tay rời đi vẫn còn kịp, ngươi nên biết ta hạ thủ lưu tình, nhưng ta nói ta không muốn giết nữ nhân là thực sự sẽ không giết nữ nhân nếu còn dây dưa thì người cùng con bạch điêu kia sẽ có cùng một kết cục hán tử chân trần có chút không kiên nhẫn lời nói ra lạnh lẽo phát run trên mặt tràn ngập sát khí phải biết rằng hắn bị cô gái linh thú sơn không biết từ đâu nhảy ra kéo dài dây dưa hơn nửa canh giờ một tia kiên nhẫn cuối cùng đã sớm tiêu hao hầu như không còn nếu đối phương còn tiếp tục không phân tốt xấu hắn thật sự phải ra tay thâm độc cô gái trên mặt tái nhợt nhưng sau khi cắn răng vẫn cực kỳ quật cường nói nếu không chịu đem vài hạt liệt dương hoa bên trong cho ta, ta chết cũng không tránh ra. chương 201, Vũ Si, đại hán chân trần nghe vậy, trong lòng thốt nhiên giận dữ. Nữ tử này bản thân đã khó bảo toàn, lại còn dám khiêu khích mình. Tốt, 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 hắn bực quá xinh cười lên liên tiếp nói ba chữ tốt. Hôm nay, người sẽ chết tại chỗ này. Nói xong, hắn xuất cự kiếm màu bạc ra, cự kiếm lập tức hào quang sáng lóa, phát ra kiếm quang cực kỳ chói mắt, tiếp theo lấy thế thái sơn áp đỉnh, không chút lưu tình mà nhắm thẳng đầu cô gái mà hung hăng chém tới cô gái thấy vậy cắn chặt răng vội vàng chỉ huy khăn lụa hóa thành một cái bánh xe mà đón lấy sắc một tiếng pháp khí lập tức bị cửa kiếm màu bạc một kiếm chém nát thành những mảnh nhỏ bay tứ tung mà ngân kiếm quang hoa chợt lóe dưới sự thao túng của đại hán tiếp tục chém về phía cô gái đang cười thảm càng một tiếng vang lên ngân kiếm còn cách đỉnh đầu cô gái cỡ một trượt bị một thanh phi nhận màu vàng phóng tới ngăn cản lại trên đỉnh đầu cô gái tạo thành một màn kim quang ngăn cản không cho ngân kiếm hạ xuống ai ra đây cho ta đại hắn chân trần sắc mặt trầm xuống thu ngân kiếm trở về sau đó hai mắt như điện quét về trong góc nơi đó có một tảng đá lớn che khuất bởi vì hắn rõ ràng thấy kim nhận kia chính là từ phía sau đó bay ra ha ha thời tiết hôm nay cũng không tệ mọi người cần gì phải chém chém giết giết cứ ngồi xuống nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao sau tảng đá bóng người chợt lóe một vị thanh niên tướng mạo bình thường mặc áo vàng, người này gãi gãi đầu, lại ngửa đầu nhìn bầu trời, vừa ha hả cười nói. Nhưng trên khuôn mặt của thanh niên, đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng là bởi vì Hàn Lập lo lắng cho tính mạng của cô gái, mà không khỏi phải ra tay, cứu cô gái áo lục. Hàn Lập bản thân thấy cô gái sắp bị chém chết, cũng không suy nghĩ mà ra tay hành động, chỉ có thể ngửa mặt lên trời không nói gì. Cái này thật sự là đi ngược lại nguyên tắc của bản thân, cứ thế mà tự dước lấy phiên toái, thật sự là hồng nhan hỏa thủy chẳng qua hàn lập cũng biết chủ yếu là cô gái này đã để lại cho mình ấn tượng quá sâu sắc mà hắn cũng không thể đứng nhìn một nữ tử mà mình rất có hảo cảm cứ thế mà chết trước mắt mà mình không làm gì xem ra tâm địa của hắn cũng không thể làm dạng người kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt, lục thân bất nhận được do vậy mới cười khổ miên man suy nghĩ cho thông suốt nhưng phiền toái đã gặp phải hắn đành phải cố gắng phấn khởi tinh thần để mà ứng phó dù sao đi nữa trải qua quá trình tranh đấu với nữ tử nhiều bảo vật cùng phong nhạc hàn lập đối với việc giao đấu với các đệ tử tinh anh khác cũng đã có vài phần tin tưởng bởi vậy trong lòng cũng không kinh hoàng sớm đã đem vài thứ nắm sẵn trong tay là ngươi cô gái áo lục lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của hàn lập không khỏi hô lên vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin được hàn lập thấy cô gái lúc này mới nhận ra thân phận của ân nhân cứu mạng mình vẻ mặt biểu hiện đầy vẻ mơ hồ không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ hướng về phía cô gái thản nhiên gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục nói với hắn tử chân trần Không biết huynh đài đối với đề nghị của tại hạ, thấy thế nào? Các hạ chi bằng tha cho cô nương này một lần, sau đó người đi đằng ngươi, ta đi đằng ta, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần phải tổn thương đến hòa khí. Hàn Lập vẫn hy vọng không cần động thủ, nên vẫn nói ra phương pháp hòa bình. Dù sao vô duyên vô cớ động thủ với một vị cao thủ, cũng không nắm chắc về tính mạng của mình, rõ ràng là việc không nên làm. Nhưng Hàn Lập vạn vạn lần không nghĩ tới. Hán tử chân trần ở đối diện đối với lời nói của hắn xây chung không bận tâm, ngược lại rất hứng thú nhìn chằm chằm vào kim nhận trong tay của hắn, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú. Loại hành động này của đối phương làm cho Hàn Lập thầm thấy có chút tức giận. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, đang muốn nói cái gì đó, thì hán tử đối diện bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa lại khiến cho Hàn Lập thất thần. Kim nhận trong tay ngươi, cùng với cái trên không trung hồi nãy có phải cùng một bộ không hơn nữa có thể ngăn trở ngân kiếm ta công kích mà không bị hủy ta đó ẩn nhất định phải là đỉnh cấp pháp khí hán tử chân trần cử kiếm môn trong mắt tinh quang đại thịnh chậm rãi mở miệng hỏi khí thế bỗng nhiên tăng lên kinh người hàn lập ngó thấy vậy có chút hồ đồ không biết đối phương có ý gì nhưng vẫn thuận miệng đáp các hạ nói cũng đúng chúng đích thật là một bộ đỉnh cấp pháp khí hơn nữa đủ liếu biết chừng đó là được rồi các hạ ra tay đi, nếu có thể đánh thắng ta, chẳng những tính mạng nữ tử này ta có thể không cần, mà linh dược trong thạch phòng kia cũng toàn bộ do hai người các ngươi sở hữu. Người này không đợi Hàn Lập nói xong, liền lập tức lên tiếng cắt ngang lời của hắn, sau đó vẻ mặt đầy sự cuồng nhiệt nói ra làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Người này đích thị là Vũ Si, trong tu chân giới, lúc này Hàn Lập mới giật mình hiểu ra điều này, nhất thời càng nghĩ càng buồn bực, một câu cũng nói không nên lời. Xem chiêu, Đại hán không đợi Hàn Lập hồi phục, mà ngay cả vòng bảo hộ cũng không phóng ra, lập tức vung ngân kiếm từ chỗ của cô gái khí thế hung hãn đánh tới Hàn Lập. Sau khi hiểu rõ đối phương, Hàn Lập biết có nói cái gì cũng uổng công, liền lập tức đem mẫu nhận trên tay rung lên, bảy thanh tử nhận còn lại liền từ trong túi chữ vật bay ra, biến thành bảy đạo kim mang, không chút yếu thế đón lấy cự kiếm màu bạc của đối phương. Bất quá, Hàn Lập cũng không có xuất ra phòng ngự phù lục, để tăng cường cho bản thân vòng bảo hộ. Đấy là bởi vì, sau khi đã thấy ngân kiếm kích phá pháp bảo của cô gái hàn lập trong lòng rất rõ ràng ngân kiếm này uy lực thật sự làm cho người ta sợ hãi một nhát chém xuống vòng bảo hộ bình thường tuyệt đối là cháo phá nhân vong không chịu nổi một kích do đó không cần thiết phải thi triển phòng ngự thuật như vậy bản thân ngược lại bằng vào thân pháp biến ảo khó lường để ứng phó với sự tấn công của đối phương hàn lập trong khi đang suy nghĩ trừ kim nhận đang bảo hộ bên chỗ cô gái thì bảy thanh tử nhận còn lại đang cùng với cự kiếm màu bạc so kè với nhau giống như là bảy con kim xà cùng với một con cự mãng không ngừng quay cuồng cắn xé, không chút yếu thế. chương 202, Diệt Khẩu, Hàn Lập chỉ huy bảy thanh tử nhận cùng ngân kiếm giao đấu, lập tức cảm thấy cự kiếm của đối phương. Hàn Lập chỉ huy bảy thanh tử nhận cùng ngân kiếm giao đấu, lập tức cảm thấy cự kiếm của đối phương chính là một món pháp khí, liền đem kim nhận gắt gao áp chặt tới, bảy đạo kim mang liên thủ tạo thành một lưới phòng ngự, công phá mạnh mẽ cự kiếm màu bạc, nhưng cũng không thể vây khốn được chút nào. Ngược lại, dưới sự tấn công của kiếm quang màu bạc hào quang trên thân kim nhận nhanh chóng ảm đạm rõ ràng là dấu hiệu kim nhận sắp hỏng xem ra cũng chỉ là việc sớm muộn hàn lập đã từng thấy qua uy lực của ngân kiếm nên cũng không lấy làm kinh ngạc kim nhận của hắn lấy uy lực mà nói trong số đỉnh cấp pháp khí cũng chỉ là bình thường không địch nổi ngân kiếm của đối phương cũng là chuyện trong dự kiến cũng không có gì kinh hãi vì thế hàn lập huy động hai thanh kim nhận trong số đó phân ra nhằm về hướng đại hán mà bắn tới kiểm tra thủ đoạn phòng ngự của đối phương cái đã, thử xem có cơ hội gì không. Dù sao người nếu chết đi, pháp khí cho dù uy lực có lớn thì cũng không dùng được. Hai đạo kim mang dưới sự thao túng của Hàn Lập, vừa mới quay đầu, muốn bay về phía Hán Tử chân Trần. Ai ngờ cử kiếm của đối phương đột nhiên ngân quang rực sáng, lấy chuôi kiếm làm trung tâm mà cấp tốc xoay vòng, trong chốc lát đã biến thành một vùng sáng bạc, hơn nữa từ trong trung tâm xuất hiện vô số đạo hấp lực nhẹ nhẹ, làm cho các kim nhận ở phụ cận tất cả đều chịu ngàn cân đè nén không thể nhúc nhích được, mà hai thanh kim nhận muốn rời đi đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Gặp phải một màn này, làm cho Hàn Lập cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đợi hắn tỉnh táo lại, cấp tốc nhìn lại về phía đại hán, thì quả nhiên đối phương đang sử dụng một pháp quyết kỳ quái, hai tay đang bay múa xoay vòng. Hàn Lập không nghĩ nhiều, vội vàng vỗ vào túi chữ vật. Từ bên trong bay ra một thanh phi đao màu lam, cùng một cái phi bạt màu vàng. Hai vật này cũng không dừng lại chút nào, mà trực tiếp hướng về phía đại hán mà bắn nhanh tới. Hán tử chân trần cửa kiếm môn tay tuy không nhàn dỗi, nhưng hành động của Hàn lập cũng thấy rõ ràng. Hắn cười lạnh một chút, đột nhiên pháp quyết trên tay biến đổi, một tay nhằm vào trên phi đao cùng phi bạt mà điểm hai cái. Kết quả Hàn lập cảm ứng được, hai kiện pháp khí vốn do mình thao túng nhất thời cùng lúc mất đi sự liên hệ. Hơn nữa vù vù hai tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí này còn cách bảy tám trượng, đã bị quần sáng màu bạc do cửa kiếm tạo ra kia hút vào trung tâm phục phục hai tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí vừa mới tiến vào bên trong, đã bị cử kiếm màu bạc cấp tốc luân chuyển, cuốn vào cơn lốc xoáy, còn chưa chống đỡ được bao lâu, đã bị nghiền nát. Các mảnh vụn của pháp khí văng tung tóe tạo thành những đóa sao băng xinh đẹp dị thường. Hàn Lập hiện tại miệng khô khốc, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới công pháp của đối phương cùng ngân kiếm lại kỳ diệu như thế, chẳng những kim nhận mà các món đỉnh cấp pháp khí khác, ngay cả một chút tác dụng cũng chưa phát huy, đã bị đối phương phá hủy không còn một mảnh cái này thực sự làm cho hắn kinh ngạc, bùng lại một tiếng nổ truyền đến, hàn lập chấn động, cuống quyết, sắc mặt đại biến nhận định lại tình hình. Quả nhiên vốn có 7 thanh kim tử nhận, hiện tại chỉ còn lại có 6 thanh, mà ở trung tâm ngân quang lại xuất hiện một cơn mưa màu vàng cực kỳ diễm lệ. Quần sách bạc dưới sự thao túng của đại hán, bắt đầu hút lấy kim nhận mà phá hủy. Nếu nói, vừa mới rồi thượng phẩm pháp khí bị ngân kiếm phá hủy, hàn lập chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhưng hiện tại một thanh kim nhận mất đi, thực làm cho Hàn Lập lòng đau như cắt. Đây chính là đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa bởi vì nguyên do phải thành bộ, nên thiếu đi một thanh sẽ làm cho uy lực giảm đi không ít. Hàn Lập đau lòng không thể trần chờ, tay phải vừa lật, cái gương nhỏ lấy được trong tay nữ nhân nhiều bảo vật kia, đã xuất hiện. Hàn Lập cấp tốc rót linh lực vào kính, sau đó nhắm vào không trung chiếu lên, nhất thời một luồng ánh sáng màu xanh mờ mờ chiếu ra, lập tức đem ngân quang do cửa kiếm màu bạc kia hóa thành vây lại, đem kiếm này cùng các kim nhận còn lại vây khốn trong thanh quang, dừng ở giữa không chung không thể nhúc nhích. Hán tử chân trần, ánh mắt vốn đang đắc ý cuồng nhiệt, vừa nhìn thấy cái kính nhỏ của hàn lập, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, thần sắc đại biến thất thanh hét lớn. Thanh ngưng kính, vật ấy sao lại ở trên tay ngươi, cái này chẳng phải là hộ thân pháp khí của yểm nguyệt song kiều sao. Chẳng lẽ ngươi đã giết một người trong các nàng, đại hán sau khi nói xong, thì dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn hàn lập, Tựa hồ hắn đã làm ra cái gì đại nghịch bất đạo hay nghịch thiên gì đó, làm cho Hàn Lập trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nghe giọng điệu của đối phương, tựa hồ hắn giữ đỉnh cấp pháp khí này thì sẽ gặp phải phiền toái lớn gì đó, hắn không khỏi tạm thời dừng tay, muốn nghe đối phương nói cái gì đó. Có ý gì, người kia đâu phải là do ta giết, là ta lấy được từ trong tay tên Phong Nhạc. Chẳng lẽ có gì không đúng? Hàn Lập cau mày, sắc mặt rất khó coi mà nói. Hắc hắc, mấy lời này của các hạ đi mà nói với tổ mẫu của Yểm Nguyệt Song Kiều. Nhìn xem người ta là một tu sĩ kết đan kỳ, trưởng lão Yểm Nguyệt Tông, chịu nghe lời giải thích của một đệ tử luyện khí kỳ như ngươi sao chứ? Đại hán chân trần cười lạnh vài tiếng, chào phúng nói. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, biết nếu lời của đối phương là thật, như vậy không thể giải thích rõ ràng. Hắn một chút chứng cứ người không phải do hắn giết cũng không có, ngược lại pháp khí lại ở trên tay hắn. Do đó, vị trưởng lão hiểm nguyệt tông kia quá nửa là sẽ không buông tha hung thủ là hắn. Phiền toái này thật lớn, tưởng tượng đến việc sẽ có một vị cao thủ kết đan kỳ tới lấy cái mạng nhỏ của mình, hàn lập chẳng những mồm miệng khô khốc, thậm chí buồn bực muốn hộp cả máu ra. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là cực kỳ oan uổng. Chẳng những người thực không phải do hắn giết, hơn nữa hắn giết phong nhạc còn xem như giúp ác nữ kia báo cửu. Mà nếu thật sự kết quả thật bị tu sĩ kết đan kỳ kia đuổi giết, cái này thật đúng là không có cách nào nói lý được dù sao người chết cũng chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ so với giết một con kiến cũng không có gì khác nhau làm sao mà phí công nghe nghe mình phân biệt cái gì mà sư môn hoàng phong cốc của mình quá nửa cũng sẽ không vì một kẻ vô danh tiểu tốt như mình mà đắc tội với trưởng lão của yểm nguyệt tông hàn lập càng nghĩ càng thấy tiền đồ càng thảm hậu quả rất lớn chẳng lẽ thực sau khi vừa ra khỏi cấm địa liền phải lập tức cao chạy xa bay ẩn tính mai danh trốn khỏi nước sao hàn lập thật không muốn như vậy Đại Hán đối với biểu tình âm trầm của Hàn Lập thấy rõ, không khỏi ha hả cười to lên. Tiếng cười của Hán tử chân trần càng lớn, Hàn Lập thần sắc càng lo lắng. Đột nhiên một thanh âm nho nhỏ truyền đến, tất cả chúng ta giữ bí mật, không nói cho người khác, không phải là tốt hơn sao. Cô gái áo lục ở một bên nghe được rõ ràng, do do dự dự nói lên một câu. Giữ bí mật, Hàn Lập cùng Đại Hán đều không tự kìm hãm được dùng mình, sau đó lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhau, bỗng nhiên đều không nói gì nữa. Cô gái còn đang muốn nói nữa, bị biểu hiện kỳ quái của hai người, lập tức làm cho sợ tới mức phải nuốt trở lại, đành phải chỉ dám nhìn, không dám mở miệng nói nữa. Trong sự trầm mặc, Hàn Lập bỗng nhiên để hai tay xuống, chậm rãi bước tới phụ cận, từng bước một mà đi tới. Mà Đại Hán nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hàn Lập, trong ánh mắt thần sắc đầy vẻ thận trọng. Loại trầm tĩnh này làm cho tim của người ta chậm rãi ra tốc, sau khi duy trì thời gian một chén trà nhỏ, đã bị Đại Hán chân trần thần sắc trịnh trọng mở miệng phá tan thực không nghĩ tới hai người chúng ta bị tiểu nha đầu này nhắc nhở xem ra người trong cuộc thường mê muội người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn thật đúng là không sai hiện tại các hạ nhất định là tính giết người diệt khẩu không sai nếu có con đường khác ta thực cũng không nghĩ đối với huynh đài lại khởi sát tâm kiếm thuật của huynh đài có thể nói là thần diệu việt luân tại hạ vốn thức sự kính nể hàn lập thở dài bước chân rốt cục ngừng lại bất đắc dĩ đối mặt với đại hán mà nói xem ra cho dù thể độc, các hạ cũng không tin. Đại hán lại im lặng một hồi, đột nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bức người mà nói. Đúng vậy, ta luôn tin tưởng rằng người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, lấy thanh âm lạnh thấu xương đáp lại. Tốt, một khi đã như vậy, cũng không cần phải nói những lời vô nghĩa, người và ta nhất quyết sinh tử đi thôi. Hán tử chân trần hai hàng lông mày cao lại, hào khí dâng chào nói. Nhất quyết sinh tử, không đúng, phải nói là các hạ chết chắc. Hàn lập sau khi nghe xong lời đại hán nói, cười cười quỷ dị, lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói. Thúi lắm, người nghĩ tạm thời vây khốn được ngân kiếm của ta, thì có thể thắng được ta sao? Thủ đoạn của ta ngươi còn chưa biết hết được đâu. Đại hán nghe vậy giận dữ, lập tức mắng to, hơn nữa khoát tay, trên tay đột nhiên ngân quang lập lòe, xuất hiện kiếm quang như là ngân kiếm ở trên không trung. Các hạ vẫn không có chú ý, khoảng cách giữa chúng ta đã trong vòng 10 trường. Hàn lập thần sắc khác thường nhìn đại hán, thở dài nói, sau đó thân hình đột nhiên mơ hồ, cả người biến mất vào trong không khí. Chỉ cần cùng ta trong vòng 10 trượng, lại không thi triển thuật phòng hộ, thì việc sinh tử của ngươi cơ bản là nằm trong suy nghĩ của ta. Thanh âm của Hàn lập vẫn còn đang quanh quẩn trong hư không? Khi hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng của đại hán còn đang kinh hoàng thất thố, thì chữ cuối cùng mới chấm dứt. Mà ngươi, hiện tại đã là người chết. Hàn lập đem ti tuyến vừa mới huy động chậm rãi thu hồi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đại hán vẻ mặt ngây ngốc vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên trên cổ xuất hiện một lần máu đỏ, sau đó đầu rời khỏi cổ lăn về phía trước, thực sự là đã chết rồi. Hàn lập chuyển thân nhìn thi thể của đại hán, một tia suy nghĩ chợt lóe lên. Đại hán này thực lực tuyệt đối không dưới phong nhạc kia, nhưng hắn vẫn sơ sót, để cho mình tiến tới với khoảng cách gần như thế. Hắn chết cũng không oan uổng tí nào, người có phải cũng muốn giết ta diệt khẩu. Hàn lập bỗng nhiên nghe một câu nói như thế, thanh âm yếu ớt tràn ngập sự kinh hãi, hoài nghi cùng sợ hãi bất an. chương 203, vô ưu trầm giữ vòng trần đan. Hàn lập cười khổ, tuy đã đem tên ra hỏa cử kiếm môn giải quyết xong, nhưng còn có một phiền toái lớn vẫn còn đang đợi xử lý. Cô gái áo lục thân mình mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, cùng vẻ kinh hoàng trong mắt, trong phút chốc hàn lập liếc mắt nhìn qua, thấy rõ ràng là nàng đã chịu sự kinh hoàng không nhỏ. Hắn vẫn không trả lời nghi vấn của cô gái, mà cúi người thu lấy túi chữ vật trên thi thể của đại hán, tiếp theo từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa cầu nhỏ đánh vào thi thể, trong khoảnh khắc đã biến thành cho bụi. Sau đó, thu lại thanh quang của thanh ngưng kính đang vây khốn ngân kiếm cùng kim nhận lại, rồi thu tất cả vào túi chữ vật. Lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi hướng tới cô gái đi đến. Cô gái vừa thấy Hàn Lập đi về phía mình, khuôn mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc, không khỏi sợ hãi co rút thân mình lại, lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn gì, còn đi tới nữa, ta sẽ không khách khí. Cô gái áo lục rốt cục lấy hết can đảm, lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọn tiểu kiếm màu đen nhắm về phía Hàn Lập đang tiến tới. Nhưng Hàn Lập liếc mắt qua, đã nhìn ra kiếm này chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí rác rưởi mà thôi, xem ra chiếc khăn lụa khi nãy chính là món pháp khí cao cấp nhất của nữ nhân này. Cô nương đối đãi như vậy với ân nhân cứu mạng sao? Hàn Lập bỗng nhiên nhăn nhăn cái mũi, nhoẻn miệng cười nói. Đại ân cứu mạng, cô gái sửng sốt một chút, bị vẻ mặt trước sau khác biệt của hàn lập làm cho trở nên có chút hồ đồ tựa hồ vẫn chưa kịp phản ứng lại cô nương thật đúng là người mau quên nếu không phải vừa rồi phải ra tay dưới kiếm của người nọ mà cứu cô nương ra tại hạ cần gì phải làm ra loại thủ đoạn giết người diệt khẩu này hàn lập giờ khóc giờ cười nói ồ thực thực xin lỗi ta ta vừa rồi sợ hãi nên quên mất cô gái lúc này mới giật mình nhớ lại việc này vội vàng đỏ bừng mặt giải thích tạo nên bộ dáng tay chân không biết để đâu làm cho người ta thấy mà động lòng. Không có gì, nhưng thật ra hai người chúng ta cũng có duyên, ở trong này còn có thể gặp mặt, thật có chút kỳ lạ. Hàn Lập thân thiết nói, chẳng biết vì sao, vừa thấy bộ dáng thẹn thùng của cô gái, Hàn Lập đã cảm thấy đặc biệt yêu mến, cứ giống như là thấy tiểu muội ở nhà vậy. Tại hạ Hàn Lập, không biết cô nương xưng hô thế nào. Hàn Lập phi thường tùy ý mở miệng hỏi, ta, ta gọi là hạm vân chi cô gái sau khi do dự một chút, gương mặt ửng đỏ mà nói ra, nghĩ thấy trước mặt một thanh niên nam tử mà chủ động nói ra phương danh của mình, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Hạm Vân Chi, cái tên rất hay, rất xứng với cô nương. Hàn lập lặp lại tên của cô gái, khẽ cười nói. Vậy sao, Hạm Vân Chi trên mặt lại đỏ ửng lên. Chẳng qua, Hạm cô nương sao lại gia nhập Linh Thú Sơn, lại tới tham gia huyết sắc thí luyện này. Hàn lập tò mò hỏi, cái này, Hạm Vân Chi trên mặt đầy vẻ khó xử, chủ trừ cũng không nói ra. Ha ha, một khi đã có chút không tiện thì cũng không cần nói với Tại Hạ, Tại Hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hàn Lập không quan tâm nói ra, làm cho Hạm Vân Chi rất là cảm kích. Đúng rồi, hay là vào trong thạch ốc lấy linh dược đi. Đỡ phải đêm dài lắm mộng, lại có những người khác đến. Hàn Lập sau khi cùng cô gái tùy ý tán gẫu vài câu, đột nhiên nói. Hạm Vân Chi vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Hàn đại ca có thể cho ta vài đóa liệt dương hoa kia được không? Ta chỉ cần mấy đóa hoa này, những thứ khác ta đều không cần. Đương nhiên là không thành vấn đề, cho dù Hạm cô nương không nói, ta cũng định làm như vậy. Hàn Lập vừa nghe, mỉm cười đáp ứng, "Đa tạ Hàn đại ca." Cô gái vừa nghe, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng liên tục cảm ơn, đối với Hàn Lập sự cảm kích càng sâu hơn. Một khi đã như vậy, hay là Hạm cô nương cứ lấy liệt dương hoa trước đi. Để ta lấy sau, Hàn Lập khẽ cười, vẻ mặt thoải mái đề nghị. Vậy cũng được, cô gái nghe xong, nghĩ thấy có chút đạo lý, liền cúi đầu hướng tới Hàn Lập thi lễ, rồi xoay người đi vào thạch ốc. Nhưng khi cô gái vừa mới quay người, lại nghe Hàn Lập thở dài một tiếng, tiếp theo thấy sau đầu nhói lên, trước mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự ngã ra đất. Nhưng người còn cách mặt đất thì đã được người ở sau đỡ ôm lấy. Thì ra Hàn Lập thừa dịp cô gái xoay người lại, bỗng nhiên vào tới phía sau hãm vân chi, nhẹ nhàng một trường đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đưa tay đỡ lấy thân hình mềm mại đó hàn lập ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái nghe mùi thơm thanh nhã của cơ thể cô gái tâm thần không khỏi rung động không tự kìm hãm được cúi đầu hôn lên má cô gái một cái nhưng lập tức lý trí tỉnh lại cắn đầu lưỡi người liền lập tức tỉnh táo lại sau đó nhìn khuôn mặt của cô gái cười khổ không thôi hắn trước tiên đem cô gái dựa vào vách tường thạch ốc sau đó thân hình trượt lóe tiến vào phòng một lát sau hàn lập sau khi đã thu thập hết linh dược trong phòng đi ra lại ôm lấy cô gái thân hình nhoáng cái đã biến mất khỏi đỉnh núi. Trong một sơn động thiên nhiên ở trên đỉnh núi phụ cận, Hàn Lập đặt cô gái nằm xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chợt lóe lên, thân thể thi triển thân pháp cực nhanh, cuối cùng đã khôi phục lại thể lực. Lúc này mới từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp bạc lớn bằng bàn tay. Hàn Lập nhìn cái hộp này, có chút ngơ ngác xuất thần. Một lát sau, mới im lặng mở cái hộp ra, lộ ra bên trong một bộ ngân châm đúng là vật mà hắn trước kia tại thất huyền môn thường xuyên dùng để châm cứu hàn lập đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngân châm hình ảnh của mấy người mặc đại phu lịch phi vũ không khỏi xuất hiện trước mắt cuộc sống tại thải hà sơn thần thủ cốc cứ tựa hồ như chỉ là chuyện hôm qua mà thôi cái này không khỏi làm cho hắn vạn phần cảm khái hàn lập suy nghĩ rốt cục sau một hồi thần du thiên ngoại đã trở về lại hắn ổn định lại tâm thần dùng hai ngón tay linh xảo thuần thuộc rút ra một cây ngân châm sau đó hàn lập nhìn cô gái lại nhìn ngân châm trên tay ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ hạm cô nương nếu không có bộ vô ưu châm pháp này có thể xóa đi trí nhớ của người ta trong một khoảng thời gian nếu không ta thật không biết nên làm thế nào để ứng phó với việc bảo vệ bí mật tuy ta tin tưởng rằng nàng sẽ thành tâm giữ bí mật cho ta nhưng thế gian này có rất nhiều việc ngoài ý muốn phát sinh nói không chừng nàng trong lúc vô ý lộ ra hoặc là bị người khác dùng bí pháp mà làm lộ ra việc này mà không biết, ta không thể không phòng. Hàn lập thì thào lẩm bẩm lập tức hắn lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái bình hồng, từ trong đó lấy ra một viên thuốc sắc đỏ như là, không nhanh không chậm nhét vào miệng cô gái. May mắn còn mang theo vong trần hoàn mà trước đây tiện tay chế ra bên người, như vậy mới có thể thi triển vô ưu châm pháp tới mức hoàn mỹ. Tuy nhiên có thể còn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, Nàng chỉ quên đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong nửa ngày vừa qua. Thực không nghĩ tới, lúc trước từ trong di vật của mặc đại phu học được bộ châm pháp này, tại tu tiên giới lại có một ngày dùng tới hàn lập vũ ốt vuốt mái tóc của cô gái, yếu miến nói. Mấy canh giờ sau, hàn lập sắc mặt tái nhờ từ trong sơn động đi ra, nhanh chóng nấp ở sau mấy cây đại thụ ở phụ cận, sau đó tập trung tinh thần nhìn chăm chú về cửa động. Một khắc sau, hãm vân chi tay cầm mấy đóa liệt dương hoa, vẻ mặt mờ mịt đi ra, nàng nhìn vào trong động mấy lần chán nhân lại trong mắt dần dần lộ ra thần sắc kỳ quái bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ tới sự tình trọng yếu gì đó vội vàng đem liệt dương hoa bỏ vào túi chữ vật rồi vội vàng rời khỏi nơi đây nhằm về phía dưới núi mà chạy đi sau khi nàng ta rời đi không lâu hàn lập mới từ trên cây nhảy xuống nhìn về phía cô gái biến mất thở dài một hơi rồi hướng về trong rừng rậm mà chậm rãi đi vào ngày thứ ba trong cấm địa rốt cục đã qua mà ngày thứ tư đã đến đối với hàn lập mà nói không được thuận lợi như ngày hôm qua không phải là trên đường gặp phải yêu thú lợi hại truy đuổi mà là tư liệu có chỗ sai những địa điểm ghi là có linh dược thì lại không phải loại mà hàn lập cần mà yêu thú bảo hộ linh dược cũng đột nhiên nhiều hẳn lên ngắn ngủi chỉ trong nửa ngày hàn lập trước sau đã đánh chết ba yêu thú bậc trung hai yêu thú bậc cao làm cho hàn lập vô luận là thể lực hay là pháp lực đều cảm thấy khó mà nuốt trôi nổi hiện tại hàn lập đang đứng ở dưới một khối đá lớn đang tính toán lại thu hoạch. Tuy số lượng ba loại linh dược vẫn chưa đạt tới mục tiêu dự tính, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng, cho dù hiện tại rời khỏi cấm địa cũng không phải là chuyện không thể được. Hơn nữa trong tư liệu của Hoàng Phong Cốc đã rõ ràng ghi lại các địa điểm còn có linh dược chưa trưởng thành, cũng không còn chỗ nào. Những nơi còn có thể tìm được đều là theo tư liệu của tên Trung Ngô lúc trước, hơn nữa cũng khá nhiều. Chẳng qua, trước đó Hàn Lập cũng sợ tin tức của đối phương không thật, không dám đến mấy chỗ này, sợ lại chậm trễ thời gian của mình nhưng hiện tại hàn lập trở lại đảo qua mấy chỗ này thì lập tức phát hiện cách vị trí hiện tại của hắn không xa thật đúng là còn có chỗ bí mật còn có không ít linh dược nơi đây chẳng những có linh dược chưa trưởng thành mà ngay cả linh dược đã trưởng thành cũng khá nhiều điều này làm cho hàn lập không khỏi có chút động tâm dựa theo tính toán của hắn linh dược đã trưởng thành tại chỗ đó cho dù không bị trung ngô lấy đi rồi thì cũng có thể sớm đã bị những người khác đã xuống tay trước nhưng những linh dược chưa trưởng thành phải còn lại mới đúng. Một khi thời gian còn sớm, bản thân cũng không có rõ ràng địa điểm, chi bằng tới xem một chuyến, cho dù tình báo không thật, hắn cũng không có tổn thất gì. Hàn lập sau khi suy nghĩ xong, rốt cuộc cũng không nhẫn nai nữa, sau khi nghỉ ngơi một lát, liền chuyển thân đi tới nơi đó. Quyển 3 quyển 4, phong khởi hải ngoại, chương 204, thạch điện giữ địa đảo, chỗ mà Hàn lập muốn đi tới, là một vùng lòng chảo. Bốn phía bị những quái thạch cao lớn hình thù kỳ lạ vây quanh mưa gió không vào, mà ở chính giữa có một tòa thạch điện cổ kính thật lớn, thạch điện tuy lớn, nhưng cửa vào lại nhỏ đến đáng thương, chỉ đủ để hai người vào mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đang đứng ở trên một tảng đá nhìn tới, cảm thấy có một cảm giác rất là cổ quái. Hàn Lập cau mày, nhảy xuống khỏi tảng đá, sau đó chậm rãi đi đến phụ cận thạch điện, ngẩng đầu quan sát thạch điện này. Sau khi nhìn một hồi, vẻ nghi ngờ trên mặt của Hàn Lập càng đậm hơn. Không biết là có phải ảo giác, mà hắn lái thấy trên bề mặt thạch điện này, ngẫu nhiên có thanh quang lờ mờ lưu động, nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại thì lại nhìn không ra chút kỳ quái nào. Liên tiếp mấy lần như vậy, hắn thầm nhủ chẳng lẽ trong này đã bị người nào thi triển cấm pháp gì đó mà không thành. Hàn lập cúi đầu, nhìn nhanh xung quanh một chút, cũng không thấy dấu vết có người đã đến qua, điều này làm cho hắn nheo nheo hai mắt lại. Tuyệt đối là cổ quái, nơi này tuy hơi hoang vắng, nhưng thạch điện lớn như vậy, cũng không nên không có người nào phát hiện ra chứ. Càng huống chi, tư liệu là do trung ngô kia đưa cho hắn sao lại không có đến đây hàn lập trong lòng trong phút chốc vô số ý niệm chuyển động trong đầu theo bản năng cảm thấy nơi đây không ổn nhưng cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây hắn cũng có chút không cam lòng vì thế hắn lui ra phía sau vài bước đưa tay sờ vào túi chữ vật một thanh kim nhận xuất hiện trong tay sau đó ném vào không trung biến thành một đạo kim quang hung hăng đánh vào một khối đá ở trên thạch điện phục một tiếng trên tảng đá thanh quang lóe lên vẫn bình yên không việc gì, mà kim nhận lại bị xoay lộn bắn xa ra ngoài mấy trượng. Hàn Lập lắc lắc đầu, vừa chuyển thân muốn rời khỏi nơi đây. Tránh nguy hiểm vô vị, còn sống mà ra khỏi cấm địa mới là mục đích lớn nhất của hắn, tòa thạch điện này quỷ dị như thế, không nên đi vào là tốt nhất Hàn Lập thần sắc bất động thầm nghĩ. Nhưng mới vừa đi được hai bước, Hàn Lập đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, biến mất vào trong không khí, tiếp theo trong cửa điện xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, nhưng lập tức lại biến mất ở trong thạch điện lúc này ở phụ cận đột nhiên xuất hiện một đám đông đệ tử yểm nguyệt tông đầu lĩnh lại chính là cô gái nhìn như còn rất trẻ mà thực tế lại là sư tổ của yểm nguyệt tông lúc này cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa điện nơi mà hàn lập vừa biến mất nàng tựa hồ cảm ứng được có người mới ở đó nhưng hiện tại lại không một bóng người chẳng lẽ là nàng cảm ứng sai lầm chăng cô gái có chút không tin đứng tại chỗ nàng khẽ nhắm hai mắt lại đem thần thức khổng lồ phóng ra ngoài kết quả tại khu vực phụ cận ngoại trừ nhóm người của họ ra đích xác là không cảm ứng được sự tồn tại của người tu tiên khác nhưng khi thần thức đảo qua thạch điện thì bị một lực lượng nào đó bài xích ra bên ngoài điều này làm cho cô gái trong lòng cả kinh nhưng lập tức mừng rỡ trên mặt lộ vẻ tươi cười vừa rồi nhìn qua nàng đã phát hiện thạch điện này bị người thi cấm chế điều này thực không làm cho nàng kinh ngạc bởi vì trước đó cũng đã có mười mấy chỗ xào huyệt bí mật của yêu thú cũng đều bị thi pháp cấm chế cái này cũng không tính là gì nhưng cấm chế trong này ngay cả thần thức của nàng cũng không thể xuyên qua đây chính là lần đầu tiên nàng gặp được tuyệt không phải các cấm pháp thô thiển khác có thể sánh bằng được cô gái nhất thời hưng phấn cũng không truy cứu tiếp chuyện vừa rồi nàng tin tưởng rằng cho dù thực sự có một vài đệ tử các phái khác dình coi cũng tuyệt sẽ không dám đối đầu với nhiều người của yểm nguyệt tông như vậy vì thế cứ tiến vào thạch điện trước cái đã hàn lập lúc này đang đứng ở trong đại sảnh của thạch điện gấp đến độ đầu óc loạn cả lên hắn vừa rồi vốn đã muốn rời đi theo thói quen trước tiên buông ra thần thức cảm ứng tình hình bốn phía rồi sau đó mới rời đi nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới thần thức của hắn vừa mới buông ra liền lập tức cảm ứng được rất nhiều người tu tiên đang rất gần mình lập tức cả kinh máu trong người như muốn đông lại không hề suy nghĩ mà chạy thẳng vào trong thạch điện mặc kệ bên ngoài người đến là môn phái nào trong sáu phái còn lại nếu nhìn thấy mình lúc này kết cục không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được thật ra nếu không phải hai ngày nay thể lực tiêu hao quá nhiều hắn hoàn toàn có thể dùng thân pháp thần tốc cứ thế hiên ngang mà rời đi nhưng đáng tiếc với trạng thái của hắn hiện tại loại thân pháp này căn bản dùng chỉ được vài lần muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không xa được hiện tại hắn tránh ở trong thạch điện nhưng thật ra chỉ tạm thời an toàn mà thôi đồng thời hắn cũng bị đám người tu tiên vây tại nơi đây không thể rời đi hơn nữa thạch điện này cũng rất đơn giản tiến vào cửa điện đi qua một hành lang uốn lượn thì trước mắt đã là một đại sảnh trống không, ngay cả một chỗ để ẩn nấp cũng không có. Mà xem thái độ của đám người bên ngoài kia, khẳng định là vì thạch điện này mà đến, muốn hy vọng người ta không tiến vào nơi này, thuần túy là vọng tưởng. Có thể nói là không còn chỗ nào có thể đi được nữa. Trước mắt Hàn Lập, tại trung ương đại sảnh, còn có một cái lan can ngọc thạch bên dưới có một cái địa đạo tối đen, có bậc thang đi xuống dưới, tại cửa địa đạo không ngừng có gió nóng thổi ra, thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là thông tới nơi nào. Chẳng qua Hàn Lập không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nơi mà địa đạo này thông tới tuyệt không phải là chỗ tốt lành gì, bên trong khẳng định là vạn phần hung hiểm, cho nên mới do dự không dám đi xuống. Nhưng cái đại điện này, thật sự không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được. Điều này làm cho Hàn Lập chán đổ mồ hôi lạnh, từng giọt chảy ròng ròng. Mà lúc này, đã có tiếng bước chân lôn xộn từ bên ngoài chuyển đến, xem ra đám người tu tiên kia đã tiến vào trong thạch điện, trong nháy mắt sẽ tiến vào nơi này. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thầm kêu khổ, cắn răng một cái, nhẹ nhàng lướt qua lan can, chui vào địa đạo. Sau khi tiến vào địa đạo, Hàn Lập trước mắt mà một mảng tối đen, lấy tay giờ vào túi chữ vật, lấy nguyệt quang thạch ra, chung quanh mới bừng sáng lên. Cả thông đạo không tính là lớn, toàn bộ được làm bằng đá, chiều rộng chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi vào mà thôi. Hắn cũng không dám chỉ hoán, sợ người ở sau đuổi tới, liền cẩn thận đi xuống phía dưới. Sau khi đi xuống mấy trăm bậc đá, thông đạo vốn nhỏ hẹp dần dần rộng lớn ra, hai người sóng vai mà đi cũng không thành vấn đề. Nhưng gió nóng thổi ra càng thêm khốc liệt, làm cho Hàn Lập trong chốc lát mồ hôi lại đổ ra, cả người trên dưới lại ướt đẫm. Sau khi đi xuống gần trăm bậc nữa, Hàn Lập phỏng chừng xuống dưới lòng đất cả trăm mét, thông đạo đá rốt cục đã chấm dứt. Khi hắn ra khỏi miệng thông đạo, thì trước mắt xuất hiện một thế giới đầm lầy rất kỳ dị. Khu vực này trên dưới cao cỡ 30 trượng, phạm vi rộng tới vài dặm, Nhìn qua khắp nơi đều là bùn đen sủi bọt, mà các cơn gió nóng kia từ trên khoảng không đầm lầy mà thành, theo thông đạo sau lưng Hàn Lập cấp tốc thổi ra, sau đó không khí mới lại theo thông đạo mà tràn vào, hình thành thế cân bằng đối lưu. Bốn phía đầm lầy đều là những đống đất đen, dọc theo biên có các loài kỳ hoa linh thảo, mấy loại thiên địa linh dược mà Hàn Lập cần cũng ở trong đó, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng tất cả chỗ này đều không hấp dẫn tâm thần Hàn Lập bằng một tòa tiểu đình bạch ngọc ở trung gian đầm lầy. Bởi vì trên không trung của cái đỉnh có lơ lửng một cái hộp vàng, dài chừng một hai trượng, rộng cỡ nửa trượng, đang đóng chặt, bên ngoài có kim quang lưu động, vừa thấy đã biết nhất định không phải là vật phàm. Hàn lập dò xét vài lần, liền lập tức đem ánh mắt rời đi, cũng không phải hàn lập đối với bảo vật kia không động tâm, mà là ở phía sau còn có rất nhiều sát tinh đang đến. Tốt nhất là nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân, cái này mới là việc quan trọng nhất. Nếu không cái mạng nhỏ này không giữ được, còn muốn bảo vật thì có ích lợi gì. Hàn lập tung người lên, vào đến sau một mô đất cách xa cửa thông đạo, sau đó thu liếm khí tức, nạc hình thuật toàn lực thi triển ra, tiếp theo ép sát vào sau đống đất không nhúc nhích. Hàn lập sau khi ẩn thân đã cùng với mặt đất hòa thành một thể, xa xa nhìn lại không có khả năng phát hiện được tung tích. Hàn lập mới xong không được bao lâu, tại cửa thông đạo đã xuất hiện thân hình của cô gái. Nàng vừa hiện thân, liền thản nhiên đưa mắt dò xét tình hình nơi này, khi bắt gặp cái hộp vàng trên đỉnh Bạch Ngọc Đình, vẻ thong dong không bức bách trên mặt rốt cục đã biến đổi, trong mắt dần dần toát ra ánh mắt nóng bỏng nàng tuy đã nghe qua môn hạ đệ tử miêu tả cái hộp vàng ở nơi này nhưng cũng không thể bằng tự mình thấy rõ như vậy thật làm cho người ta chấn động cô gái tiến tới trước đầm lầy sau đó nam nữ đệ tử yểm nguyệt tông cũng ùn ùn đi tới tụ tập phía sau lưng cô gái hàn lập ở cách đó không xa tất cả đều thấy rõ ràng không khỏi âm thầm kinh ngạc đồng thời đối với thân phận của nữ tử cầm đầu trông rất trẻ kia cảm thấy hết sức tò mò trong này có ẩn nấp hắc lân mãng sao thanh âm mềm mại của cô gái vang lên, tràn ngập sự uy nghiêm nói không nên lời. Bẩm sư tổ, cự mãng kiên nấp ở trong đầm lầy, trước sau đã nuốt mười mấy đệ tử các phái muốn tới lấy bảo vật, có thể nói hung danh vang xa, làm cho nơi đây trở thành nơi trong cấm địa đệ tử không dám đến. Chẳng qua yêu thú này mạnh hơn nhiều các yêu thú đỉnh cấp thông thường, mong sư tổ cẩn thận. Một nữ đệ tử cúi đầu cung kính đáp, hừ, ngươi cho rằng, ta ngay cả một con yêu thú bậc một cũng không đối phó được sao khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái trầm xuống, xuất ra hình dáng khí thế giả dặn trông rất buồn cười, nhưng nữ tử áo trắng vừa mới nói, sắc mặt đại biến, lập tức nói không dám. Người đi xuống đi, tất cả mọi người, đều theo kế hoạch mà thực hiện, mặc kệ hắc lân mãng này có bao nhiêu lợi hại, cũng tuyệt sẽ không phải là đối thủ của âm dương khiên dẫn thuật của ta. Nó cho dù lợi hại, dù sao cũng chỉ là yêu thú bậc một. Cô gái dùng khẩu khí không để cho nghi ngờ nói, làm cho các đệ tử phía sau tinh thần vì vậy mà rung lên. Quyển 3 quyển 4, phong khởi hải ngoại, chương 205, quan chiến. Cô gái sau khi phân phó các đệ tử xong, mới quay đầu nhìn lại đầm lầy trước mắt thì thào lẩm bẩm vật kia xem ra là ở bên trong cái hộp này. Những chỗ trước đây xem ra chỉ là những thứ rác rưởi Thanh âm của cô gái thấp đến không thể nghe thấy được, ngoại trừ bản thân nàng ra, các đệ tử khác đều nghe không được, tất cả đều vì cuộc đại chiến sắp đến, mà hưng phấn không thôi. Nam nữ đệ tử yểm Nguyệt Tông dưới mệnh lệnh của cô gái truyền xuống, lập tức cùng đạo lữ cùng tu luyện sóng vai đứng cùng nhau, đều phi thường thuần thục xuất ra một tay nắm chắc lấy nhau. Nhất thời hai bàn tay áp vào nhau, phân biệt phát ra hào quang lam hồng hai sắc kỳ dị, sau đó theo cánh tay mà truyền khắp toàn thân trên dưới của họ, đối với đệ tử song tu yểm Nguyệt Tông, nam toàn bộ được màn hào quang màu hồng hộ thể, nữ tỏa ra lam quang bắn ra bốn phía, hình thành cảnh tượng lam hồng lần lượt thay đổi kỳ dị. Chỉ còn lại ba đệ tử hai nữ một nam đã mất đi đạo lữ cùng tu luyện, cho nên chỉ có thể lấy ra vài món pháp khí, chuẩn bị một cách bình thường. Hàn Lập đang áp sát vào đống đất, tuy không nghe thấy thanh âm thì thào tự nói của cô gái, nhưng ngôn ngữ mà các nữ đệ tử xưng hô sư tổ, hắn cũng đều nghe rõ ràng trong tai, nhất thời làm cho hắn cả kinh, thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Sư tổ yểm Nguyệt Tông, đây là khái niệm gì? Hàn Lập cũng không phải là kẻ mới bước óc vào tu tiên giới, trong lòng đối với việc này hiểu rất rõ. Người kia cũng giống như cao thủ kết đan kỳ lý sư tổ của bổn môn, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chẳng phải không thể xâm nhập cấm địa sao sao lại xuất hiện một vị cao nhân như vậy điều này làm cho hàn lập trong đầu hỗn loạn lúc này cô gái trẻ thấy các môn hạ đệ tử đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền vừa lòng bắt đầu hành động chỉ thấy cô gái miệng khẻ nhếch phun ra pháp bảo chu tước hoàn của mình vật ấy sau khi thoát khỏi miệng lập tức bay đến trên bầu trời của đầm lầy bắt đầu luân chuyển biến lớn thành như cái phòng trong phút chốc cái vòng nhanh chóng xoay chuyển màu hồng đã biến thành ngọn lửa đỏ rực trong cái vòng rất nhiều đốm lửa hiện ra, tụ lại càng ngày càng nhiều, càng tụ càng sáng, không bao lâu sau vòng tròn lớn đã hình thành mấy trăm hỏa cầu to bằng nắm tay, làm nhiệt độ nơi đây tăng cao lên vài phần. Hàn lập ở sau đống đất, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Thanh thế như thế, uy năng như thế, nếu nói đây không phải là pháp bảo, đánh chết hắn cũng không tin. Cô gái trẻ một khi đã có thể khu xử pháp bảo. Xem ra phải là tu sĩ kết đan kỳ không thể nghi ngờ được nhưng nàng làm sao có thể tiến vào cấm địa mà pháp lực trên người vì sao cũng chỉ tới đỉnh điểm của luyện khí kỳ các nghi vấn này liên tiếp khuấy động trong đầu của hàn lập thật không thể giải đáp được cô gái còn chưa bảo thủ hạ từng bước hành động thì phía dưới đầm lầy đã bắt đầu có động tính lấy đầm lầy làm trung tâm bùn đất ở khu vực phụ cận quay cuồng lên hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn tốc độ quay cuồng càng ngày càng cao dần dần hình thành một cái cột cao lớn thanh thế xem ra hết sức kinh người cô gái thấy vậy trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, trong trí nhớ của nàng, hắc lân mãng tựa hồ không có khí thế lớn như vậy. Chẳng qua mắt thấy yêu thú sắp hiện hình, cô gái cũng không dám trần chờ hai tay bắt lan hoa pháp quyết, cùng tâm thần tương liên với chu tước hoàn đang bắt đầu ở giữa không trung luân chuyển. Một lát sau tốc độ chuyển động cao đến mức đã mơ hồ nhìn không rõ. Mấy trăm hỏa cầu bên trong cũng đã biến thành một biển lửa hừng hực, đã nhập lại thành một thẻ. Đi, pháp quyết trên tay cô gái đột nhiên dừng lại, trong miệng quát chỉ một thoáng vòng tròn luân chuyển sinh sôi dừng lại mà biển lửa bên trong trong dây lát biến thành một cột lửa rất lớn khí thế hung hãn mà bắn ra nhằm thẳng vào cái cột đang xuất hiện ở trên đầm lầy nhưng khi hỏa trụ vừa tới gần thì phục một tiếng thì từ trong cái cột bùn đó xuất hiện một cái miệng lớn bắn ra một cột nước màu đen nhanh chóng bắn thẳng vào cột lửa nhất thời hai bên chạm nhau phát ra thanh âm bùng bùng cột nước lập tức biến thành sương mù tất cả đều trở nên mơ hồ đây không phải là hắc lân mãng Cô gái vốn có chút nghi hoặc, sau khi thấy cột nước đen thui kia, lập tức sắc mặt đại biến nói. Tựa hồ đáp lại lời của cô gái, trong màn sương mù phát ra một tiếng ngao, một đạo thanh âm quái dị cực kỳ bén nhọn vang lên tận trời. Ngay sau đó ủm một cái, một luồng gió nóng chợt sinh ra, đem sương mù quét sạch đi, hiển lộ ra gương mặt thật của yêu thú. Một con yêu vật hình rắn toàn thân đầy lân giáp màu xanh đen cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Yêu thú nhìn như rắn mà không phải rắn này, thể tích cũng không quá lớn chỉ cỡ ba bốn trượng nhưng cả người được một tầng hắc phụ nhàn nhạt, nhạt bao phủ có vẻ cực kỳ yêu dị mà ngoại trừ bộ phận đầu đều giống như một con hắc mãng thì toàn thân còn lại đầy những lân giáp màu đen lấp lánh tỏa sáng mặc sao, cô gái vừa thấy rõ yêu thú lập tức thất thanh kêu lên trên mặt toát ra thần sắc vừa lo vừa mừng mà số đệ tử đứng ở phía sau đã có chút hiểu không ra đây không phải là hắc lân mãng thôi sao sao lại thành mặc sao gì đó cô gái cũng không giải thích rõ ràng với các đệ tử bởi vì yêu thú đang lơ lửng cách mặt đất mấy trượng, đã tìm được thủ phạm đã quấy dày không cho nó nghỉ ngơi, đôi mắt nhỏ xanh biếc ở hai bên đầu, hung quang chợt lóe, hé miệng ra, lại là một cột nước màu đen, đánh thẳng về phía đám người yểm Nguyệt Tông. Xúc sinh, muốn chết, cô gái biết rõ mặc dao lợi hại, tuy nhiên yêu thú này nhìn như còn chưa phát triển, nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng chỉ tay lên chu tước hoàn trên không trung, nhất thời vòng tròn hồng quang đại phóng, đột nhiên chợt lóe áng phía trước người của cô gái, sau đó liên tiếp hỏa cầu từ trong vòng bay ra, đem cột nước đen kia cản lại. Thu, tốc, câu, cấm, tỏa, cô gái hai tay ôm tròn, thần sắc nghiêm túc trong miệng xuất ra ngũ tự ngôn quyết. Chu tước hoàn to lớn, sau khi năm chữ này vừa ra khỏi miệng, ở giữa không trung cấp tốc chuyển động, sau đó phát ra âm thanh trầm trầm, liền biến mất trong không khí, làm cho mặc dao mới sơ khai linh trí chớp chớp đôi mắt nhỏ, vì thế mà ngẩn ra. Nhưng một khắc sau, vòn tròn trực tiếp mang theo âm thanh ong ong, hiện thân tại đỉnh đầu của yêu thú. Thừa dịp yêu thú còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên hạ xuống, cấp tốc biến nhỏ. Trong chớp mắt, Chu Tước Hoàn đã chụp lấy toàn bộ thân mình của Mặc Dao, sau đó hỏa quang rực lên, nhất thời đem thân hình của yêu thú bao vây ở trong lửa đỏ. Mau động thủ, ta không giữ được Mặc Dao lâu đâu. Tuy Chu Tước Hoàn đã giữ chặt được yêu thú, nhưng vẻ mặt của cô gái cũng không có thoải mái, ngược lại đầy vẻ lo lắng phân phó với những người ở sau. Đệ tử Yểm Nguyệt Tông ở phía sau, Tuy không biết hắc lân mãng trước mắt sao lại đột nhiên thành mặc dao như sư tổ nói, nhưng cũng không làm cho bọn họ chậm trễ thế công đã được phân phó. Đánh, dưới sự dẫn dắt của một vị nữ tử mặc áo dài trắng, mười mấy đạo cột sáng hồng lam lần lượt thay đổi, phát ra tiếng xé gió xẹt xẹt làm cho người ta sợ hãi, từ trên người các nam nữ đệ tử phát ra, không chút sai sót đánh thẳng vào thân thể đang không thể di động của yêu thú. Oanh oanh tiếng nổ liên tiếp truyền đến, mấy cột sáng này vừa đến bên người yêu thú, liền bị đám xương màu đen nhàn nhạt trên người yêu thú sinh ra cản lại, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Duy trì công kích, mặc phân hộ thể của mặc dao chống đỡ không được lâu đâu. Cô gái cao mày vội vàng ra lệnh, đồng thời nàng tiếp tục thúc giục hồng viêm thuật trên chu tước hoàn, làm cho ngọn lửa bao vây yêu thú bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Dưới mệnh lệnh tiếp tục tấn công của cô gái, các đệ tử yểm Nguyệt Tông không ngừng đem các cột sáng hồng lam ở giữa không trung đánh vào người yêu thú. Tuy chưa kích phá được tầng hắc vụ kia, nhưng cũng đã làm cho yêu thú ngao ngao phát cuồng lên, nó không ngừng nhe răng cố gắng hoạt động phần đuôi còn cử động được, liều mạng muốn từ trong vòng mà thoát ra. Nhưng cũng không thể được, dưới sự toàn lực cấm chế của cô gái, cái vòng vẫn bất động giữa không chung giữ chặt lấy thân thể của nó. Hàn lập ở một bên thấy màn kinh tâm động phách này, đối với trường hợp số lượng lứa ẩn người tu tiên cùng ta tay tấn công thế này, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, đặc biệt còn có pháp bảo xuất hiện, mà đối mặt lại là một yêu thú thực lực không kém, cái này càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng qua Hàn Lập cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ là yêu thú đánh bại địch nhân, hay là người của Yểm Nguyệt Tông đánh bại yêu thú, hắn cũng sẽ sau khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi, lúc này tuyệt không phải là thời điểm bại lộ hành tung. Ô, trong lúc Hàn Lập đang nguyên man suy nghĩ, mặc sao đột nhiên rít lên một tiếng dài, thanh âm lớn lên mấy lần, đồng thời tràn ngập vẻ đau đớn. Hàn Lập cả kinh, vội vàng định thần nhìn lại chỉ thấy hắc vụ trên người yêu thú kia đã tiêu tán không còn nữa trên hắc lân giáp che kín cả thân hình đã xuất hiện một lỗ máu to bằng cái bát hiển nhiên đã bị cột sáng hồng lam đánh cho bị thương điều này cũng làm cho yêu thú thống khổ mà dãy giụa càng thêm điên cuồng xem ra người của yểm nguyệt tông cao hơn một bậc rồi hàn lập thấy vậy không khỏi thầm nghĩ không xong các ngươi cẩn thận ta giữ không được mặc dao rồi nhưng ngay lúc này thanh âm của cô gái chuyển đến điều này làm cho hàn lập hơi ngẩn ra Xem ra hưu chết vào tay ai vẫn còn khó nói. Quyền 3 quyển 4, phong khởi hải ngoại, chương 206, ý ngoại. Cô gái nói vậy, hiển nhiên làm cho các đệ tử Yểm Nguyệt Tông dùng mình, dựa theo kinh nghiệm hai ngày trước, đỉnh cấp yêu thú chỉ cần bị vị sư tổ này vây khốn, không thể nào nhất thời mà thoát khỏi cấm chế của pháp bảo, lần này yêu thú sao lại thoát ra nhanh đến như vậy? Bọn họ tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám bỏ qua lời cảnh cáo của cô gái, lập tức 12 phần cẩn thận quan sát đương nhiên cột sáng hồng lam trong tay công kích càng hung hiểm hơn, trong nháy mắt đã khiến cho trên thân hình mặc dao có thêm mười mấy lỗ thủng nữa, máu chảy đỏ cả một vùng đầm lầy bên dưới. Đương nhiên điều này cũng càng chọc giận thêm mặc dao này, nó mở miệng ra, thê lương rít lên liên miên không dứt chấn cả một vùng ông ông cả lên. Dẹp, một tiếng xé rách quái dị vang lên trong không trung. Khi mọi người thần trí thanh tỉnh lại, định thần nhìn lại thì tất cả đều sắc mặt biến đổi. Pháp bảo viên hoàn vẫn ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng yêu thú mặc dao ở bên trong đã biến mất chỉ còn để lại một bộ da ở trong viên hoàn rung động không ngừng yêu thú đã lột da đào thoát không chỉ riêng các đệ tử yểm nguyệt tông kinh ngạc mà ngay cả cô gái trẻ gặp một màn này trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc nàng vừa hô to các môn hạ đệ tử cẩn thận cũng không phải là vì dự đoán được hành động lột da chạy trốn này mà là vì lực lượng vùng vẫy của mặc dao quá lớn pháp lực của nàng thật sự không đủ để tiếp tục duy trì vây khốn nó Yêu thú này theo sự yếu dần đi của cấm chế chu tước, cũng phải biết mới đúng, tại sao lại làm cái hành động đại thương nguyên khí này. Chẳng lẽ là, cô gái trong lòng vừa động, nghĩ tới một nguyên nhân đáng sợ, sắc mặt chợt trắng nhật ra, vội vàng tìm kiếm mặc dao ở chung quanh, để ấn chứng suy đoán của mình. Ở nơi này, một gã đệ tử tinh mắt của yểm Nguyệt Tông, phát hiện đầu tiên yêu thú đang bỏ sát dưới đất di chuyển không ngừng, lúc này nó đã biến đổi, hình thái cũng lớn hơn trước nhiều thân hình đen đúa trở nên trắng như tuyết không có vảy, thân dài ba bốn trượng đã thành năm sáu trượng, những nơi bị thương chỉ còn để lại những vết sẹo nhàn nhạt làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra. Làm cho người ta giật mình chính là, trên cái đầu hình tam giác đã mọc lên một cái sừng màu đen, trên đó ẩn hiện ánh sáng, thân mình cũng xuất hiện thêm một đôi móng vuốt màu trắng, sắc bén vô cùng. Yêu thú này đã hóa xà thành dao, hình thái giống dao long trong truyền thuyết như đúc. Người của Yểm Nguyệt Tông thấy hình thái của mặc dao lúc này tự nhiên vạn phần thay đổi, nhưng còn chưa đợi bọn họ có hành động, thì cô gái đang đứng ở phía trước thần sắc chuyển xanh hạ một mệnh lệnh làm cho mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người lập tức lui ra ngoài, mặc sao đã tiến hóa thành bậc hai. Thực lực đã có thể so với tu sĩ trúc cơ bậc trung, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nó, lập tức thoát khỏi nơi đây, ta có thể cầm chân nó một khoảng thời gian ngắn. Sau khi cô gái trịnh trọng nói xong, lập tức phung tay lên, đưa chu tước hoàn kia bay về trước người, xuất ra một bức tường phòng ngự. Các nam nữ đệ tử phía sau vừa nghe vậy, có chút trần chờ, tuy nói cái gọi là mặc dao kia lột một lớp da, hình thái thay đổi lớn, nhưng bọn họ vừa mới đánh nó trọng thương, thật sự khó có thể tin rằng yêu thú này chỉ trong nháy mắt, thực lực đã có thể biển đổi đến như vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc do dự, cũng đủ để cho một số người hối hận cả đời. Bởi vì mặc dao màu trắng kia, đột nhiên thân mình vừa động, đã tựa như tia chớp vào tới trên khoảng không của mấy người yểm nguyệt tông. Sau đó mở cái miệng lớn ra. Một chất lỏng màu tím cuồn cuộn phun ra không dứt. "Mau trốn đi, không thể tiếp." Cô gái vội vàng hô lớn, mặt lộ vẻ lo âu, đồng thời Chu Tước Hoàn lập tức biến lớn lên mấy lần, bay lên đỡ lấy luồng chất lỏng màu tím kia. Các đệ tử có chút thông minh nghe vậy, hoặc là vội vàng chạy trở lại thông đạo đá, hoặc lập tức trốn vào trong phạm vi che chở của Pháp Bảo Viên Hoàn, còn lại 5-6 đệ tử ỷ lại có pháp khí cường đại, chẳng những không trốn mà ngược lại còn thả ra một số kiện pháp khí ánh sáng lập loè, bảo vệ đỉnh đầu của mình xem ra muốn đón đỡ. Ngu xuẩn, cô gái thấy có đệ tử không nghe lời mình nói, trên mặt thanh quang chợt lóe, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng pháp lực của nàng có hạn, cũng không thể đem pháp bảo che trong phạm vi lớn hơn, chỉ có thể tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt. Quả nhiên sau đó phát sinh một màn chứng thực lời nói của cô gái không phải là giả. Luồng nước màu tím không được pháp bảo viên hoàn che chở, khí thế hung hãn phun tới đỉnh đầu mấy tên đệ tử kia, mà mấy món pháp khí cũng không phải vật phẩm kia, ánh sáng chợt lập lòe mấy cái, liền bốc ra mấy cổ khói xanh, biến mất trong luồng nước màu tím, bị hòa tan không còn chút gì. Mà mấy tên đệ tử yểm Nguyệt Tông kia, chỉ kịp la lên một tiếng thì đã bị luồng nước tím đó ấp xuống mà biến mất vô ảnh vô tung khỏi thế gian, nơi mà bọn họ đứng chỉ còn lại một cái số sâu mấy trượt, làm cho các đệ tử yểm Nguyệt Tông còn sống, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Lúc này, yêu thú mặc dao thấy tiêu diệt được mấy tên đệ tử kia, sự bạo ngược cũng giảm bớt, rốt cục đã ngậm miệng đình chỉ phun ra, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cô gái nó tựa hồ rất rõ ràng, vị sư tổ yểm nguyệt tông này mới là kình địch của mình. Các ngươi còn ở đó làm gì, còn không chạy nhanh ra ngoài đi, xúc sinh này cương hóa xà thành dao, đan dịch cũng không nhiều lắm, sẽ không dễ dàng phun ra nữa đâu. Cô gái không để ý tới mặc dao đang như hổ rình mồi, ngược lại khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng phân phó. Sau đó, lại hận hận lẩm bẩm chỉ là con rắn nhỏ vừa mới tiến nhập vào cấp 2, dám khoa trương ở trước mặt ta, nếu mà ta khôi phục pháp lực nguyên có, thì đã sớm đem người bắt về giữ động phủ rồi. Không làm cho cô gái thấy thêm không cam lòng, các đệ tử khác của Yểm Nguyệt Tông sau khi thấy thảm trạng của mấy người kia, dám trần chờ nữa, lập tức gọi nhau ngoan ngoãn chạy vào thông đạo, sau đó chạy như điên ra ngoài. Không lâu sau, phía sau lại truyền đến tiếng gầm rít của yêu thú, tiếng hô của cô gái cùng với tiếng đánh nhau nổ vang trời. Các đệ tử sau khi đã leo lên khỏi địa đạo, đứng ở một bên lo lắng để phòng không thôi. Sư tổ bọn họ đã nói rất rõ ràng, chỉ có thể giữ chân được một lát, nếu chậm trễ mà bị truy đuổi, chất lỏng màu tím cực kỳ đáng sợ kia mà phun tới, trong thông đạo một chỗ né tránh cũng không có, chẳng phải là sẽ gặp tai họa sao. Cô gái lúc này, đang đổ mồ hôi đầm đìa bay qua bay lại trong không trung, không ngừng du đấu với mặc dao. Kiện pháp bảo chu tước hoàn kia được nàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa, khiêu khích yêu thú không ngừng giống giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không làm gì được thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn của cô gái. Cô gái hiển nhiên đã xuất toàn lực, một tay điều khiển chu tước hoàn trên tay kia đang cầm một viên hỏa linh thạch màu đỏ đang không ngừng hấp nạp linh khí ý đồ khôi phục pháp lực của mình một lát sau cô gái thấy thời gian cũng đã không sai biệt đem hỏa linh thạch thu lại lấy ra một phù lục kim quang lập lòe nàng cũng không nói gì thừa dịp sự chú ý của mặc dao đều bị chu tước hoàn hấp dẫn vung tay lên phù lục kia liền biến thành một đạo kim quang hướng tới yêu thú mà vào tới khi đến trước người kim quang đột nhiên phân ra thành vô số sợi tơ vàng trong chốc lát đã quấn chặt lấy yêu thú rốt cuộc không thể nhúc nhích chút nào yêu thú tức giận lại một trận điên cuồng gầm lên cô gái thấy vậy trong mắt ý cười chợt lóe lên tiếp theo quyến luyến đưa mắt nhìn cái hộp vàng đang lo lửng ở trên bạch ngọc rồi mới cắn răng một cái phi thân hướng tới thông đạo mà rời đi nàng rất rõ ràng kim ti phù trung cấp bậc trung giữ yêu thú không được bao lâu tốt nhất là sớm rời khỏi nơi đây cho nên bảo vật kia để sau này hãy tính cô gái hạ xuống đang muốn bước chân vào thông đạo đá thì ở trong thông đạo lại truyền đến tiếng sấm động đinh tai nhức óc, thanh âm này càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, làm cho cô gái có chút ngạc nhiên, nhấc chân lên nhất thời không dám bước trên thông đạo. Một cổ thần quang màu xanh đẹp mắt, đột nhiên xuất hiện bên trong thông đạo. Một cơn chấn động mãnh liệt như sóng chiều từ trong thông đạo truyền tới, hai bên thông đạo đá như sống lại, liều mạng ép lại với nhau, trong chớp mắt đã khiến cho thông đạo đá rộng mấy trường, đã hợp lại một khe hở cũng không có. Mà cô gái thấy vậy, giống như là thấy quỷ hoảng hốt gấp rút lui về phía sau mấy bước, thất thanh kêu lên. Tiểu ngũ hành tu di cấm pháp, sau đó nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn thông đạo biến mất mà ngây dại, vẻ mặt tự tin vẫn bảo trì cho đến bây giờ, trong khoảnh khắc đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, ở không trung phía sau cô gái, kim ti trên người mặc dao đã bắt đầu đứt ra, yêu thú trong nháy mắt đã phá cấm mà ra. Sau khi cô gái phục hồi lại tinh thần quay đầu lại xem, thì trong lòng chợt trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Tại đại sảnh thạch điện bên ngoài Thông đạo, mười mấy đệ tử Yểm Nguyệt Tông, tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm vào một nữ tử áo trắng, nữ tử này chính là kẻ điêu ngoa tự xưng là Yểm Nguyệt Song Kiều, chẳng qua lúc này nàng ta sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không biết phải làm sao. "Triệu sư muội, người vừa rồi rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Sao lại vừa đem phù lục kỳ quái kia ném về phía sau, Thông đạo đã biến mất. Chẳng lẽ muốn mưu hại Nam cung sư tổ sao chứ?" Mấy nam nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông, mặt mang vẻ kinh hoàng lớn tiếng truy vấn đây cũng không phải là chuyện đùa nếu vị tổ sư này thực bởi vậy rốt cuộc không ra được cả bọn sẽ rất thảm sau khi quay về nhẹ thì tu vi toàn phế trục xuất sư môn nặng thì tính mạng khó bảo toàn còn phải chịu khổ sở tổn thất một tu sĩ kết đan kỳ đối với một môn phái có ý nghĩa gì mọi người đều rất rõ ràng bởi vậy mới khẩn trương như vậy ta đâu có làm cái gì chỉ là đem tiểu ngũ hành phù trung cấp bậc thấp này dán tại lối vào muốn cho yêu thú có đuổi theo thì sẽ phát động làm cho nó chịu một ít khổ sở mà thôi. Cô gái áo trắng hoảng sợ xua tay nói, nàng rất rõ ràng, gặp chuyện như thế này, cho dù mình công lao có lớn thế nào, cũng không thể cứu vãn. Cô gái vừa nghĩ đến hậu quả đáng sợ, liền cảm thấy tay chân lạnh lèo. Bớt xàm ngôn đi, chúng ta nên thử xem có thể đả thông địa đạo, đem nam cung sư tổ cứu ra hay không. Một gã nam đệ tử tuổi hơi cao tức giận nói, những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhắc nhở các đệ tử của yểm Nguyệt Tông, mọi người vội vàng tung ra các loại pháp khí đủ mọi màu sắc, vây quanh chỗ vốn là cửa thông đạo, không ngừng đánh xuống, ý đồ phá cấm chế, cứu cô gái ra. Mấy canh giờ sau, hơn 10 trượng dưới lòng đất, cô gái hai mắt mở lớn, không thể hiểu được nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, người này một tay chỉ huy bảy thanh kim nhận công kích mặc dao, tay kia phóng ra thiết thuẫn màu đen ở trước hai người phòng ngừa mặc dao phun độc. Tiểu tử Hoàng Phong Cốc kia nàng đã từng gặp qua một lần, cũng thấy khá thú vị. Người khi nàng phi hành tránh né công kích của mặc dao đã mấy canh giờ, pháp lực sắp hao hết, không biết từ nơi nào đột nhiên đi ra, cứu lấy nàng trong lúc đang vạn phần nguy cơ. Hàn lập một mặt miễn cưỡng cản thế tiến công của mặc dao, một mặt liếc mắt nhìn vẻ giật mình của cô gái, trong lòng cười khổ. Hàn lập vốn chỉ muốn nhàn nhã tự tại xem vẻ kịch hiểm nguyệt tông đại chiến mặc dao mà thôi, thậm chí khi mặc dao thay đổi hình thái tiến cấp. Trừ việc cảm thấy ngạc nhiên ra, cũng không có gì kinh hoàng. Nhưng sau khi cô gái muốn rút lui, Thông đạo đá đột nhiên biến mất không thấy nữa, Hàn Lập rốt cuộc đã ngồi không yên. Thông đạo đã không thấy, đồng nghĩa với việc cô gái cùng yêu thú ai thắng ai thua đi nữa thì hắn cũng không thể rời khỏi nơi đây. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh hoàng, lúc này, mặc sao đã thoát khốn đang cùng cô gái tranh đấu, hiển nhiên vị tổ sư hiểm nguyệt tông này đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tuy nàng vẫn không ngừng thúc giục kiện pháp bảo viên hoàn công kích mặc giao, nhưng yêu thú đã đã biến đổi, lực phòng ngự đã mạnh đến khó có thể được bất luận pháp bảo viên hoàn có phun liệt hỏa thiêu chỗ nào, hay là trực tiếp dùng bản thể pháp bảo công kích, đều không thể tạo thành thương tổn gì quá lớn. Nhiều lắm là làm cho nơi công kích bầm tím đi một chút, ngược lại càng làm cho yêu thú càng thêm cuồng bạo. Truy đuổi cô gái cũng càng thêm điên cuồng, thậm chí có mấy lần đã muốn bước cô gái đến tuyệt cảnh. Nhưng vị tổ sư yểm Nguyệt Tông này, trên người mang chung cấp phù lục thật nhiều, cũng làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt, cái gì là thổ độn phù thủy lao phù hỏa điều phù đều là phù lục khó gặp được liên tiếp xuất ra làm cho hàn lập nhất nhất kiến thức qua một lần mỗi khi cô gái bị yêu thú muốn làm cho bị thương thì lại xuất ra phù lục tạo hiệu ứng đặc biệt chuyển nguy thành an nhưng đáng tiếc chính là cô gái rõ ràng không có phù lục có lực sát thương lớn cho nên mỗi lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân mà thôi dùng phù lục có thể kích thương mặc dao không phải là không có khả năng hàn lập mắt thấy cô gái bị mặc dao làm cho chật vật không chịu nổi trong lòng cũng đấu tranh kịch liệt nếu thông đạo phía trước còn tồn tại thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không quan tâm đến sự chết sống của vị sư tổ yểm Nguyệt Tông này, nhưng trơ mắt thấy thông đạo biến mất một cách khó hiểu, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, tâm tính của Hàn Lập tự nhiên là thay đổi. Dù sao, hắn có thể chính tay nghe thấy vị sư tổ yểm Nguyệt Tông nói tiểu ngũ hành tu di cấm pháp gì đó, xem ra đối với cấm chế làm cho thông đạo biến mất, cũng biết cách giải. Cho nên hy vọng thoát khỏi nơi này đều ký thác ở trên trên người cô gái này, chứ hắn đối với cấm pháp một chút cũng không thông cô gái này hiện tại là cao nhân duy nhất ở đây. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không tùy tiện ra tay, hắn sợ cô gái còn lưu lại hậu thủ sát thủ gì đó, cho nên cho đến khi cô gái đã kiệt sức, phù lục trên người đã không còn bao nhiêu, mắt thấy trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng vô kế khả thi, thì mới bỗng nhiên ra tay cứu cô gái. Cô gái đối với việc Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, vừa kinh hãi mừng rỡ, lại còn có chút áo não. Đối với việc Hàn Lập bây giờ mới ra tay tranh đấu với mặc Giao, tâm tư có thể thấy rất rõ. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, đối phó với mặc dao trước mắt mới là việc chính, cho nên cô gái sau khi nghỉ ngơi một chút, cũng không nói một lời thúc giục pháp bảo tiếp tục tấn công. Mà Hàn Lập sau khi giao thủ với mặc dao, liền âm thầm kêu khổ. Vừa rồi thấy cô gái cùng yêu thú này đánh nhau, một chút cũng không thấy chỗ lợi hại của yêu thú này, đến khi tự bản thân giao đấu, mới thể nghiệm được sự khủng bố đáng sợ của nó. Kim nhận của hắn khi tiếp cận mặc dao, bị nó dùng hai móng vuốt cùng với đuôi, tùy ý hất một cái liền lập tức bắn ra ngoài vài chục trường, một chút lực duy trì cũng không có. Cho dù Hàn lập ỉ vào số lượng, đem toàn bộ kim nhận cùng tiến lên, có thể một hai thanh kim nhận may mắn đánh chúng trên người mặc dao, nhưng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng. Ngoài ra không còn hiệu quả gì khác, cái này làm cho Hàn Lập hoàn toàn hết chỗ nói. Hơn nữa đối với công kích của mặc dao, Hàn Lập càng không dám một chút sơ ý, không cần nói đến móng vuốt cùng cái đuôi của đối phương đụng tới, ngay cả đối phương ngẫu nhiên phun ra hắc thủy, hàn lập một giọt cũng không dám động vào mà dùng thiết thuẫn toàn bộ